Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Jenny Tarot Reader đây. Hình như cái màn hình nó bị méo của người ta. Rồi, cái trải bài ngày hôm nay sẽ thiên về chủ đề là hãy xem khi bạn đang không ổn. Và cái cách chọn tụ của ngày hôm nay nó rất đặc biệt và nó cần các bạn phải tập trung nhiều để mà chọn á, thì các bạn hãy dành cái thời gian để hít thở trong lúc mình đang thanh tẩy năng lượng ha, rồi các bạn hãy hít vào thở ra thật đều nha. Cách chọn tụ ngày hôm nay của chúng ta là các bạn hãy nhắm mắt lại và mình sẽ mở ngẫu nhiên ba cái đoạn nhạc của một người ở trên Instagram. Mình sẽ để cái tên của bạn đó ở đây ha, và các bạn tập trung lắng nghe cái giai điệu bài nào mà mình cảm thấy nó kết nối với mình nhất á, thì các bạn hãy chọn cái tụ đó nha. Và nếu như bạn nào cảm thấy mình khó để mà chọn á, thì các bạn có thể vào trực tiếp cái tụ bài đó, các bạn mình sẽ check năng lượng hiện tại của các bạn. Thế các bạn nghe cảm thấy đúng thì các bạn nghe tiếp. Còn nếu các bạn cảm thấy không đúng thì các bạn có thể lướt, tại vì biết đâu ở đây không có thông điệp dành cho các bạn. Nhưng mà mình khuyến khích là các bạn nên sử dụng tai á để cảm nhận và chọn nhiều hơn ở cái phần này ha, tại mình cũng không biết sao mình đang tính cho các bạn chọn một cái podcast nhưng mà mình được thôi thúc để muốn các bạn sử dụng đôi tai nhiều quá. Có thể là trong thời gian sắp tới các bạn sẽ được kết nối với các vị thầy tâm linh của các bạn qua cái phần nghe nghe của các bạn nhiều á, cho nên là các bạn nên sử dụng tai ha. Rồi, các bạn hít thở thật sâu ha. Mình sẽ mở random ba đoạn nhạc cho các bạn. Nhắm mắt lại ha. Tụ thứ nhất. Thứ hai ha mọi người. Thứ ba. Ok, nếu bạn nào cần thêm thời gian để chọn tụ hoặc là các bạn muốn nghe lại thì các bạn cứ nghe lại ha. Còn nếu như bạn nào cảm thấy mình chưa chọn được á, các bạn có thể
vào từng tụ các bạn nghe ha, nó hơi mất thời gian của các bạn nhưng mà nó sẽ nhận được thông điệp đúng hơn, bởi vì cái trải bài hôm nay nó có thể sẽ mang chủ đề rất là riêng và rất là ít và rất là ít người xem. Ok, không lẽ mình bây giờ mình ngồi vậy được không? Ok, xin chào các bạn chọn tụ thứ nhất đã đến với trải bài ngày hôm nay. Hãy xem video này nếu bạn cảm thấy mình đang không ổn. Hồi nãy á, trước khi đến với các bạn á, đến với trải bài của các bạn nhỏ thứ nhất á, thì mình nhìn thấy một con ong nó bay ở ngoài đây. Có thể các bạn chọn đội thứ nhất là những bạn yêu thích tự do, một tâm hồn rất là tự do, siêng năng, đúng không? Thường thường là ong thì sẽ rất là siêng năng, chăm chỉ, và mình sẽ check năng lượng của các bạn hiện tại ha. Vì đây là thông điệp chung, mang nguồn năng lượng chung của rất nhiều người. Hy vọng các bạn đón nhận thông điệp một cách cởi mở, tích cực, có chọn lọc, phù hợp với tình huống và câu chuyện của các bạn. Năng lượng, kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ thứ nhất. Ở đây có một lá bài Feel Yourself, nó rất là đúng với lại cái năng lượng của hiện tại của các bạn chọn tụ thứ nhất. Có thể là các bạn đang bị kìm hãm, đang bị kìm cặp khá nhiều ở trong một cái môi trường sống của mình. Có thể cuộc sống của các bạn nó, các bạn có nhiều đam mê, có nhiều khát khao, có nhiều hoài bão, các bạn có nhiều kết nối xung quanh, nhưng mà đôi lúc có một chút gì đó nó khiến cho các bạn cảm thấy nó chưa thật sự đủ đầy lắm. Tức là trong cuộc sống các bạn á, đôi khi tự nhiên nó bị một cái vòng vây, nó bị một cái rào cản, nó bị một cái hàng rào trắng vô hình, nó chắn các bạn lại ha, và nó làm cho các bạn cảm thấy mình không có được thật sự là chính bản thân mình, cảm thấy mình thật sự không có được tự do đi theo những đam mê, những hoài bão, những khát khao, những cái gì mà các bạn mong ước, cũng như là những người xung quanh. Các bạn chọn tụ thứ nhất, mình có cảm giác như là các bạn có thể có khả năng giao tiếp tốt, kiểu như là các bạn có thể nói chuyện với rất nhiều kiểu người khác nhau, các bạn có thể hòa đồng với rất nhiều tầng lớp khác nhau trong cuộc sống, các bạn có thể, các bạn rất là hoạt ngôn á, kiểu giống như là không phải là hoạt ngôn nữa mà kiểu như các bạn rất là thông minh về mặt ngôn ngữ, cho nên là các bạn có thể trò chuyện với người khác và nó khiến cho cái người đối phương các bạn cảm thấy ok, cái bạn này cảm thấy khá là hay ho, và bạn này cảm thấy là sao, tại sao mình lại kết nối dễ bạn này như vậy đó. Tức là các bạn luôn mang cho người khác một cái năng lượng nó rất là gần gũi, rất là thân thuộc. Thật sự á, là để mà nói các bạn hiểu người ta á, thì không phải các bạn hiểu mà là các bạn có sẵn ở trong các bạn, nó có một cái năng khiếu gì đó về cái việc kết nối với người khác rồi. Đôi khi các bạn nói theo bản năng thôi chứ thật sự không phải là các bạn hiểu người ta đó, nhưng mà đôi khi sẽ khiến người ta cảm giác là các bạn và người ta có một cái kết nối rất là đặc biệt. Cho nên ở đây á, nó vừa là một cái ưu thế mà nó vừa một là một cái nó vừa là một cái ưu thế, mình đang tính nói là cái khuyết thế. Nó vừa là một cái ưu thế và nó vừa là một cái bất lợi cho các bạn. Cái ưu điểm ở đây á, tức là khi mà các bạn giỏi ăn nói, các bạn giỏi giao tiếp thì các bạn sẽ có rất là nhiều mối quan hệ, đúng không? Nhưng mà khi các bạn kết nối với nhiều người, và có thể các bạn sẽ kết nối với những người mà người ta nhạy cảm, hoặc là người ta hay bị cái kiểu mà, tức là nhiều khi người ta cảm thấy ồ, bạn nói chuyện hợp với người ta quá, các người ta nghĩ là người ta thích các bạn và các bạn thích người ta đó, nó sẽ khiến các bạn hơi bị drama nó trong vấn đề tình cảm và trong mối quan hệ, và các bạn dễ bị rơi vào trường hợp gọi là trap boy trap girl, kiểu lừa tình lừa đảo các kiểu như vậy ha. Nó khiến cho các bạn dễ bị hiểu lầm là thả thính, đúng rồi, thả thính nhiều. Và mặc dù các bạn có nhiều sự kết nối như vậy, nhưng mà
các bạn vào tuổi thứ nhất mình vẫn cảm thấy các bạn có một cái năng lượng gì đó rất là đẹp, không phải là đẹp nữa mà kiểu như là các bạn rất là thu hút và các bạn rất là có duyên ấy, kiểu như là có không, mình không biết là ngoại hình của các bạn có xinh đẹp hay không, nhưng mà có thể là các bạn có một cái duyên ngầm nào đó và nó khiến cho người khác cảm thấy rất là thích các bạn, và những cái người bạn khác phái hoặc là những cái người bạn cùng phái hoặc là như thế nào đó rất là thích các bạn, kiểu như vậy. Họ rất là có cái nói là các bạn có số đào hoa. Thứ nhất là về phần cái miệng các bạn có duyên, thứ hai là các bạn có một cái nét duyên ngầm, và thứ ba là các bạn có một cái nụ cười rất là không hẳn là dễ thương nhưng mà nó rất là tinh nghịch đó. Đó, cho nên là nó sẽ khiến cho người khác cảm thấy rất là thu hút với các bạn. Chính vì điều đó cho nên các bạn rất là không, chính vì các bạn kết nối với rất nhiều người cho nên các phải dùng từ gì ta? Mặc dù các bạn kết nối với rất nhiều người nhưng đâu đó ở bên ở sâu bên trong các bạn vẫn khao khát muốn tìm một cái the one của mình. Các bạn vẫn cảm giác không có ai hiểu các bạn hết và các bạn đang cảm giác giống như là tại sao trên cuộc đời này không ai hiểu mình á, tức là trong cái hành trình của các bạn hiểu là các bạn xứng đáng được yêu thương, các bạn you deserve love, tức là các bạn xứng đáng được hạnh phúc, các bạn xứng đáng được yêu thương, các bạn hiểu được là bản thân mình cần được những cái điều thứ tốt đẹp nhất trong cuộc sống, cho nên cái việc mà các bạn đặt ra một cái tiêu chuẩn rất là cao cho bản thân mình thì mình thấy các bạn cũng rất là hay ở trong việc đó. Các bạn không có dễ yêu, các bạn cũng không có thả tép bắt tôm, các bạn cũng không vơ bề bắt tép. Các bạn cảm thấy mình nói hơi bị nhanh luôn á, năng lượng các bạn hồi thứ nhất rất nhanh, kiểu như các bạn nói chuyện rất rất nhanh, ào luôn. Và kiểu giống như là các bạn mặc dù các bạn nói chuyện như vậy nhưng mà các bạn không phải là kiểu ai cũng các bạn cũng thích. Các bạn không dễ rơi vào lưới tình và chính vì những người không dễ rơi vào lưới tình lại là những người cần tình yêu nhất. Nói nhanh quá luôn á, cái năng lượng các bạn rất rất nhanh nha. Tới đâu rồi? Chính vì lẽ đó cho nên các bạn cảm thấy là không ai hiểu mình hết và các bạn thật sự rất cần một người hiểu các bạn. Các bạn cảm thấy các bạn luôn tìm kiếm một cái điều quanh cho mình. Mà mình hỏi các bạn nè. Mình hay hỏi ghê. Mình xem trả bài cho người ta, mình hay hỏi quá. Nếu như một cái người đầu quanh của các bạn xuất hiện, nếu như mà họ xuất hiện, các bạn đã sẵn sàng chuẩn bị cho họ chưa ấy? Kiểu giống như là các bạn hiểu ý mình không? Tức là các bạn rất là mong chờ một cái người the one với bạn xuất hiện. Nhưng và nếu nếu ngay tại thời điểm mà các bạn xem trải bài này, sau khi xem xong trải bài này, họ đến đến với các bạn có sẵn sàng đón nhận họ hay không? Và các bạn sẽ đối xử với họ như thế nào? Và các bạn sẽ dành cái gì cho họ? Các bạn có hiểu họ hay không? Ha, mình chỉ hỏi các bạn như vậy thôi để các bạn đánh giá lại được bản thân mình. Và cái câu hỏi thứ hai mình muốn hỏi các bạn đó chính là các bạn có thật sự muốn muốn người ta hiểu các bạn hay không? Ha. Đủ thông tin chưa ta? Một lá tarot nữa đi ha, để mình xem năng lượng hiện tại các bạn, xem các bạn đang gặp vấn đề gì ha. Ba lá chứ. Các bạn chọn tụ thứ nhất rất là một kiểu người rất là thẳng thắn. Mình thích năng lượng các bạn thật sự rất thẳng thắn, bài các bạn lên rất thẳng, lên ngay luôn, và mình rất là thích những kiểu người như thế này, kiểu như là các bạn không có vòng vo, các bạn không có đi đường vòng, các bạn cũng không có cái kiểu mà rào trước đón sau, mà các bạn vào thẳng vấn đề luôn, và cái cách vào thẳng vấn đề các bạn nó không phải là cái kiểu nó thô lỗ, nó cũng không phải là cái kiểu nó quá cái tôi, nó quá bản thân, nó quá cá nhân, mà là cái cách thể hiện đi vào vấn đề các bạn nó rất là rành mạch, nó rất là
chúng ta đó, nó rất là mình vẫn cảm giác như năng lượng các bạn chọn được. Thứ nhất, các bạn có một cái khả năng gì đó về nói chuyện, về ngôn ngữ, và giao tiếp tốt. Nhưng đôi khi để mà nói chuyện, nói về bản thân các bạn thì đôi khi các bạn hơi khó nói, không biết nói gì luôn và không có từ nào để nói. Và nhanh quá, cái thông tin của các bạn nó rất là nhanh luôn á, mình bắt không kịp. Từ từ chờ xíu. Và cái kiểu như là thôi quên rồi. Rồi bây giờ mình đến với cái năng lượng hiện tại, cái vấn đề hiện tại của các bạn đang gặp phải ha. Có thể là các bạn cái bánh xe số nhầm, tự nhiên bánh xe số phận. Với lá The Wheel of Fortune xuất hiện ở đầu tiên á, thì cuộc sống các bạn á nó đang chạy. Sao ta, các bạn đừng có nghe, các bạn đừng có kiểu mà mắc cười ha. Các bạn kêu ủa cuộc sống không chạy chứ để cuộc sống đứng yên. Đúng rồi các bạn, có nhiều người cuộc sống người ta đứng yên ấy, và thậm chí có nhiều người cuộc sống người ta tuột xuống nữa. Hai bốn, nhưng mà cuộc sống của các bạn nó bắt đầu nó chạy. Đúng rồi, nó bắt đầu lăn bánh. 2, 4, 6. Có thể là các bạn đang mới vừa bắt đầu một cái gì đó mới. Cuộc sống các bạn nó đang bước vào một cái hành trình mới. Nó không hẳn là một cái hành trình mới nữa, mà là kiểu như vậy nè. Cái lá The Wheel á là cái lá The Wheel 2, 4, 6, 7. Cái lá The Wheel ở đây á là mình thấy kiểu thường thường lá The Wheel á là cuộc sống các bạn nó đang bình thường đúng không? Không phải là bình thường mà nó đang đi rất là chậm chậm chậm, hoặc là nó đang trôi rất là nó đang trôi một cách rất là lẳng lặng. Nhưng mà tự nhiên có một cái gì đó nó xoay ấy, giống như là một cái bánh răng mà nó được bơm bơm dầu nhớt vào và nó xoay, nó bắt đầu nó chuyển. Và khi mà cái lá The Wheel nó xuất hiện á, nó sẽ khiến cho chúng ta phải vận hành cuộc sống chúng ta theo cái ý muốn của ở trên. Các bạn nó nghe nó hơi kỳ ha, tức là cuộc sống các bạn dần dần nó sẽ đi vào đúng cái hành trình, nó sẽ dần dần đi đúng vào cái quỹ đạo và cái hành trình cuộc sống các bạn. Đúng rồi, nó là cái ý đó. Sorry, mình hơi khó để tìm ra cái từ để nói. Tức là với lá The Wheel xuất hiện á, thì các bạn nhìn thấy hình ảnh này ha. Đây là một cái câu chuyện cổ tích của một cái người Nam Phi, Africa hay là Châu Phi hả? Kiểu giống như là cái này là trò đùa của Thượng Đế, cái nghĩa gốc của cái lá bài luôn là trò đùa của Thượng Đế ha. Tức là từ xưa đến giờ các bạn luôn được một cái free will để các bạn làm, nhưng mà cái free will đó của các bạn nó đưa các bạn đi đâu á, nó làm cho các bạn làm trở thành một cái người gì nó không đúng với cái hành trình của các bạn đang đi rồi. Và khi mà các bạn đang đi, các bạn có free will, các bạn sử dụng không đúng, thì bắt đầu có thể các bạn chọn tụ thứ nhất đó, như các bạn là nam, các bạn rất là đẹp đẹp trai đó nha. Tại vì không biết sao tự nhiên cái hình ảnh nó đến, nó ngang đầu đến với mình. Có thể là đối với mọi người các bạn không đẹp, hoặc đối với các bạn không đẹp, nhưng mà đối với mình thì mình, đối với gu của mình thì mình có thể mình sẽ thấy các bạn rất là đẹp, kiểu như vậy. Nếu như các bạn là giới tính nam nha. Còn nữ thì mình chưa chưa nhìn thấy rõ lắm. Có thể nữ ở đây là một cái gì đó cần phải chuyển mình, cần phải bằng mình, tại mình nhìn thấy rất nhiều hình con bướm ở đây đó. Có thể là các bạn nữ cần phải thay da đổi thịt, phải lột xác thì mới trở nên xưng, không phải, mới trở nên là chính các bạn đó, chứ không phải là xinh đẹp hơn nữa. Thì khi mà các bạn là chính các bạn sẽ xinh đẹp hơn. Mệt quá, năng lượng nhanh quá. Với lá free will, sorry, với lá The Wheel of Fortune đầu tiên thì đó là năng lượng mà khi mà các bạn đang bắt cái bánh xe số phận, các bạn nó đang bắt đầu lăn bánh, và các bạn phải làm theo đúng cái kịch bản mà linh hồn các bạn đã ký kết trước khi xuống với trái đất này. Và các bạn cảm thấy á, khi mà mình đứng trước cái năng lượng này á, kiểu như là các bạn cảm thấy nó hơi bấp bênh, nó hơi khó kiểm soát. Và cái tình huống mà các bạn đang gặp trong cuộc sống hiện tại đó là về vật chất, về cái nền tảng tài chính, về công ăn sự công việc sự nghiệp, công ăn việc làm của các bạn, về các khoản chi tiêu, những khoản đầu tư các bạn đang gặp khó khăn nhiều về những cái điều đó.
Nếu như các bạn ở một mình các bạn, nếu như các bạn không có nuôi ai thì cái đó là nếu như các bạn gặp khó khăn về tài chính. Sorry, nếu như các bạn ở một mình, nếu như các bạn không phải nuôi ai, nếu như các bạn sống an phận thủ thường, các bạn không có ý chí cầu tiến thì cuộc sống đều 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 bình đạm, bình ổn, ảm đạm, bình ổn, bình ổn, ảm đạm, đạm bạc, trôi qua từng ngày á, thì các bạn sống tốt. Mình vẫn nhìn thấy hình ảnh đẹp trai. Ồ, cái hình ảnh rất đẹp luôn á, kiểu như nó rất là, không phải là cái kiểu, nó rất là hay á, chứ không phải là đẹp. Cái nét đẹp của các bạn chọn tổ thứ nhất nó rất là hay, xuống ngứa luôn trời. Tự nhiên nói tới đâu rồi? À, tại vì với lá hai tiền này á, các bạn đang gặp khó khăn nhiều trong cuộc sống các bạn. Các bạn đang bấp bênh, các bạn phải vật lộn, các bạn phải gọi là gì ta? Điều độ, điều chỉnh, cái từ đó, từ gì mình quên mất từ rồi. Tức là ở đây là một túi công việc, ở đây là một túi gia đình, thì các bạn bắt buộc phải cân bằng giữa hai túi đó. Tức là các bạn phải dành thời gian cho công việc, dành thời gian cho gia đình, hoặc là dành thời gian cho việc học, dành thời gian cho việc làm, hoặc là có thể như là cuộc sống các bạn nó đang bị bấp bênh nhiều lắm và các bạn đang rất là khó kiểm soát. Ở đây á thì nó là cái câu thôi, không mà không kể chuyện đâu nha, hôm nay cho tạm ngưng, cho đừng đừng cho mình kể chuyện nha. Tức là hai cái yếu tố này rất quan trọng trong cuộc sống các bạn, và các bạn rất là khó để kiểm soát và cân bằng cả hai. Các bạn không thể bỏ một cái đứa con nào xuống hết, đúng không? Hai đứa bé này nó đều là con của cái người phụ nữ này, và cái người phụ nữ này người ta không thể nào bỏ một trong hai đi cả, mà bế cả hai thì rất là khó để mà nuôi dưỡng, bởi vì vốn dĩ hai đứa trẻ này nó không phải là con người bình thường hoàn chỉnh, mà nó là nửa người nửa gấu. Một đứa thì mình người chân gấu, một đứa thì đầu đầu gấu chân người, kiểu giống như là cái người phụ nữ này người ta khó khăn vất vả trong cái việc ẵm bồng hai cái đứa trẻ này, cũng giống như là không có thiên vị bên nào cả, rất là khó. Thì ở đây á, mình cảm giác các bạn đang cố gắng cân bằng và điều chỉnh cuộc sống của các bạn nhiều lắm, và các bạn đang ôm, không phải là kiểu ôm đồm, mà các bạn đang muốn nó ở một cái mức độ nó tương tương đồng á. Các bạn không có muốn bên trọng bên khinh, các bạn không có muốn bên cao bên thấp, các bạn muốn nó các bạn vừa muốn có công ăn việc làm tốt, và các bạn vừa muốn học học tập tốt, hoặc là các bạn vừa muốn mình tập trung cho công việc sự nghiệp của mình tốt, và ở bên đây thì mình tập trung vào tình cảm tốt. Thì thật sự thì không phải là không được, nhưng mà với cái hoàn cảnh hiện tại các bạn á, thì nó khó vậy thôi, tại vì các bạn đang phải làm theo cái hành trình, cái sứ mệnh của các bạn mà. Các bạn đang bị trò tiêu khiển của Thượng Đế mà, các bạn không thể nào mà hai tay hai súng ngay tại thời điểm hiện tại bây giờ được hết. Thì tiếp theo nữa là mình nhìn thấy cái lá kỵ sĩ tiền. Thì với năng lượng này có thể là các bạn đang đang ở trên cái hành trình mà đi đến cái con đường. Các bạn đang đi đến cái hành trình. Mình nhìn thấy như thế này nha, để mình nói vậy trước, mình không biết, mình không có gọi tên cho cái hành trình này được á. Tức là như vậy. Ở đằng sau cái lá Nine of Coins này nè, nó là một cái lá rất là đẹp. Mình rất thích cái lá trong bộ bài này, đó là lá Six of Coins. Four of Coins, Ten of Cups và lá Queen of Wands. Cái năng lượng rất đẹp ha. Tổng quan bốn cái năng lượng này nhìn lại á, thì các bạn, cái vấn đề mà các bạn đang cảm thấy không ổn nhất đó là cái vấn đề về cái hành trình đi theo cái ước mơ, giấc mơ, hoài bão, khát vọng, nguyện vọng, khát khao, mục đích, sứ mệnh, tầm nhìn của các bạn, những cái gì đó rất là lớn.
ha, đó là cái vấn đề mà các bạn bình thường cuộc sống các bạn rất ổn, mình cảm thấy cuộc sống các bạn chọn tuổi thứ nhất rất 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 ổn, nhưng mà mỗi khi mà nhìn đến cái hành trình, cái sứ mệnh, cái tầm nhìn, những cái gì nó xa hơn thuộc về tương lai, những cái gì nó lớn lao hơn thì các bạn lại cảm thấy mình không ổn, kiểu như vậy nha. Đó là năng lượng các bạn. Đôi khi cái năng lượng này nó cũng đời xem mình một sorry, cái năng lượng này đôi khi nó cũng giống mình một số thời điểm trong cuộc sống, tức là mình muốn làm một cái gì nó rất to lớn nhưng mình không biết mình nên bắt đầu từ đâu và mình không biết làm cái gì, bởi vì hiện tại cuộc sống của mình còn chưa lo được mà. Thì các bạn, cái lá six of coins ở đây nó rất là đẹp, với ý nghĩa là unconditional love, tức là cho đi vô điều kiện. Người phụ nữ người ta cho đi những cái con bọ này, cho đi nó vô điều kiện và nó sẽ trở về với người phụ nữ này, tức là khi bạn cho đi tình yêu thì tình yêu sẽ đến trở lại với các bạn bằng cách này hay cách khác, bằng lúc này hay lúc khác, nó sẽ vẫn ở đó và đến với phải, nó sẽ vẫn ở đó và trở về với các bạn. Và mình vẫn cảm thấy các bạn là một người có khát khao cho đi, có khát khao cống hiến, có khát khao trao đi cho người khác rất nhiều ha. Cho đi, cứ cho đi, cho đi và cho đi. Bên cạnh đó các bạn có, mình hỏi các bạn một câu này nha, các bạn có gánh nặng cưu mang không, hoặc là các bạn có phải nuôi dưỡng ai không, hoặc là các bạn có phải là ồ mình phải trở thành người này người kia để mình nuôi gia đình mình, để mình phụ ba mẹ mình nuôi em, hoặc là để mà mình có thể nuôi nuôi tức là cái năng lượng các bạn là cái năng lượng nuôi dưỡng, cái năng lượng mà các bạn phải là cái trụ cột trong gia đình, các bạn phải là cái người đó để các bạn nuôi á, để các bạn chăm sóc hết tất cả mọi người á. Các bạn giống như là một cái con chim mà nó muốn ôm ôm trọn tất cả mọi người lại và để mà bảo bọc vậy đó nha. Thì hoặc có thể là các bạn có một người nào đó, các bạn kiểu như là nếu như các bạn có một cái giống như cái The One hồi nãy của các bạn á, nếu như mà các bạn tìm thấy, nếu như các bạn sẵn sàng gặp họ và nếu như các bạn trả lời được các câu hỏi của mình, thì có thể là cái năng lượng các bạn á, khi mà gặp họ là có thể các bạn muốn đùm bọc, muốn nuôi dưỡng, muốn muốn bao nuôi, muốn che chở, muốn ôm ấp họ, muốn muốn cống hiến, muốn nói chung là cái năng lượng các bạn nó có một cái gì đó rất là nuôi dưỡng, nó rất là nurture luôn á, nó rất là theo kiểu giống như là chim mẹ gà mẹ ấp ấp gà con vậy đó, nó rất là đẹp. Và các bạn, cái mục đích sống các bạn là các bạn sống vì người khác nhiều, các bạn sống cho người khác nhiều và các bạn đang cảm thấy không ổn khi mà các bạn thậm chí mà cuộc sống các bạn hiện tại nó còn không ổn mà làm sao mà các bạn có thể cho người khác được, cảnh tượng các bạn có thể cống hiến cho người khác được. Tại vì tiếp theo các bạn có lá một Ten of Cups nữa, mình vẫn cảm thấy ở sâu trong các bạn nha, các bạn vẫn có một cái khao khát gì đó về cái việc, các bạn có một cái khao khát gì đó về cái việc có một gia đình hoàn chỉnh, có một cái gia đình 10 ly, có một cái gia đình kiểu mẫu, một gia đình mà mình không có ý, mình không có ý nói với các bạn là các bạn sai đúng, mà là các bạn muốn, các bạn có một gia đình để chứng minh cho mọi người xung quanh thấy được rằng là mình có một cái gì đó nó hơi nhói ở tim một chút xíu khi mà nhắc tới vấn đề này ha. Khi mà nhắc về vấn đề gia đình kiểu mẫu, khi mà nhắc nhắc về vấn đề gia đình thì tự nhiên cái luân xa tim của các bạn nó bị hơi bị stuck, nó hơi bị đau á, nó hơi bị nhói một chút xíu á. Thì có thể ở sâu trong các bạn luôn khao khát là gia đình mình luôn cần có cần phải mình luôn cần phải có một gia đình kiểu mẫu. Một gia đình kiểu mẫu ở đây á là kiểu mẫu như các bạn mong muốn, và gia đình hiểu nhau, thấu hiểu nhau, yêu thương nhau, chăm sóc nhau và hạnh phúc cho người khác thấy chứ không chỉ gia đình mình thấy á. Các bạn hiểu ý mình không? Tức là một cái gia đình mà phải không chỉ hạnh phúc ở chuyện ở trong, chỉ người ở trong cuộc biết, mà còn phải chứng minh cho mọi người, cho những người xung quanh, cho hàng xóm, cho họ hàng, cho mạng xã hội, cho tất cả mọi người ở ngoài kia hiểu được rằng là bạn có thể có được một cái đó, có thể vì một cái lý do nào đó mà các bạn bị một
cái trauma này ha, kiểu giống như là có nhiều người á, thử nói tới đây thì mình hơi bị đau cái luân xa tim, rất rất đau luôn. Nhưng mà hôm nay mình không có đi sâu vào cái vấn đề đó ha. Thì kiểu như có nhiều người như vậy nè, có nhiều người người ta học á, người ta cố gắng, người ta học rất giỏi luôn, và tới 40, 50 tuổi người ta vẫn học á. Thì khi mà hỏi ra thì người ta trả lời là, khi mà nói chuyện với người ta thì mình mới biết được là vì ở trong quá khứ họ đã từng bị nói là cái con đó, cái đứa đó, nó sẽ giống mẹ nó thôi, nó sẽ chẳng chẳng có thành người đâu, nó sẽ chẳng có ra cái gì đâu á, nó sẽ chẳng có làm được cái gì đâu á. Thì chính vì cái câu nói đó, chính vì cái đó đó, nó làm cho người ta có một cái tổn thương, và chính từ cái tổn thương đó nó gây nên cái sự đẩy trigger người ta lên, khi mà để mà người ta không, người ta chỉ có theo đuổi việc học thôi, và học để chứng minh, và đi kiểu như là thời gian đầu các bạn học chỉ để các bạn chứng minh thôi, và từ đó nó ăn sâu vào tiềm thức các bạn luôn. Đến cái một cái ngày nào đó các bạn không còn nhớ đến cái việc cần phải chứng minh cho người ta nữa hay không, nhưng các bạn cứ tập trung vào việc học thôi đó. Thì ý mình nói là như vậy, là các bạn có một cái gì đó, nó về vấn đề gia đình, nó về những cái vấn đề hạnh phúc, về những cái gì đó nó ám ảnh các bạn luôn muốn có một gia đình trọn vẹn đủ đầy hạnh phúc, các bạn luôn muốn có một gia đình sum họp sum vầy, các bạn luôn muốn có một cái người chồng người vợ hình mẫu lý tưởng dành cho mình, yêu thương mình, chăm sóc mình, cùng nhau đồng hành trên cái hành trình sứ mệnh của mình, cùng nhau yêu thương nhau, để chỉ chứng minh cho người khác thấy là các bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó. Các bạn bị một cái nó ẩn sâu trong các bạn, nó gọi là self confidence, tức là cái sự tự tin về bản thân của các bạn. Mình không nói là các bạn không tự tin nha, mà nó là nó tự nó ảnh hưởng từ từ ấy, nó làm cho các bạn hình thành nên cái đó, và chính từ cái đó các bạn mong muốn cái điều này. Và các bạn khi mà các bạn càng khao khát, các bạn càng tìm kiếm thì các bạn sẽ không tìm được, bởi vì không, các bạn đặt tiêu chuẩn quá cao. Giống như mình nói với các bạn đó, có sorry, giờ mình uống miếng nước cái tại vì hôm trước có một bạn, người bạn của mình, thì bạn họ bạn nó nói với mình là từ xưa đến giờ không ai hiểu bạn hết, và bạn rất rất mong một người bạn, một người phụ nữ nào đó đồng hành cùng bạn, thấu hiểu bạn. Thì mình định nói một cách nó rất là sổ sàng ra là, ồ, em có cho người ta hiểu hay bạn có cho người ta hiểu hay không, bạn có thật sự muốn người ta hiểu hay không, và nếu như người ta hiểu bạn nhưng mà bạn không hiểu người ta thì nó có an toàn hay không. Nhưng mình cảm thấy khi mà nói những cái vấn đề đó nó hơi trigger người ta đó, thì cho nên là mình chỉ nói với bạn đó mỗi câu như thế này, là đôi khi ấy, cái người hiểu thấu hiểu các bạn không nhất thiết phải là người chồng người vợ của các bạn, đôi khi cái người thấu hiểu các bạn không nhất thiết là phải là người đi lâu dài cùng các bạn và đồng hành cùng các bạn mãi mãi, và các bạn đừng cố gắng không, và mình chỉ nói tới đó thôi. Và ý của mình là các bạn đừng có cố gắng đặt tên cho cái người mà thấu hiểu các bạn đó. Thì các bạn bị một cái vấn đề như vậy, tức là các bạn càng khao khát, các bạn càng muốn tìm kiếm một cái người đồng hành cùng các bạn á, thì các bạn càng đặt tiêu chuẩn rất rất cao về các bạn ha. Và các bạn có bao giờ hỏi là người ta có cần các bạn hay không, và có bao giờ các bạn nói được là, ồ, mình sẽ yêu người ta như thế nào và mình sẽ hiểu người ta thế nào hay không, không đúng không? Chưa. Mình nghĩ là cái vấn đề nữa đối với các bạn là vấn đề về cái sự tỏa sáng, cái vấn đề về áp lực đồng trang lứa, cũng giống như là cái vấn đề về sự tự tin và sức mạnh thể hiện bản thân trên sân khấu. Với lá Queen of Wands ở cuối thì mình nhận thấy được rằng các bạn chọn tụ thứ nhất, bị một cái gì đó nó rất là phải thành công. Các bạn bị một cái vấn đề gọi là phải thành công. Mình không cảm thấy cuộc sống các bạn hiện tại là tài chính nó quá khó khăn đâu,
Các bạn chỉ là đang hơi phải chật vật khi mà control mọi chuyện, khi mà handle mọi chuyện. Đúng rồi, cái từ tìm kiếm nãy giờ của mình là từ handle. Handle ha, handle, handle tiếng Việt, tiếng Anh là gì ta? Tiếng Việt là gì ta? Handle. Không biết nữa, quên rồi. Đó, các bạn bị áp lực đồng trang lứa, các bạn bị là ồ tại sao bằng tuổi mình người ta có thể có nhà, có xe, có vợ, có con, có chồng, có anything, có everything, nhưng mà tại sao mình lại không có cái gì? Tại sao bây giờ mình còn phải ngồi đây xem trải bài? Nếu như bạn cảm thấy không ổn thì bạn hãy xem. Các bạn cảm thấy loser lắm đúng không? Thật sự ai cũng vậy hết đó các bạn, người ta chỉ show ra cho các bạn mặt tốt thôi chứ có bao giờ người ta show ra cho các bạn mặt xấu đâu. Cuộc sống ai thật sự cũng có vấn đề, ai cũng có 24 giờ như nhau và vấn đề của ai cũng là vấn đề của ai hết á. Mình không nói lộn đâu, tức là ai cũng có một cái vấn đề như nhau hết. Và có bao giờ mà các bạn không lẽ giờ họ nói ê mày, tao bị thất bại quá, tao mới thua lỗ, tao mới phá sản, tao mới lừa. Không có ai show mấy cái đó ra hết đó. Đó, cái hành và các bạn đừng có đặt cái hành trình của mình đi với các bạn ở đây. Mình đã phải mất rất nhiều thời gian để mình hiểu được cái câu nói này. Thường hồi xưa khi mà mình nói ra mình cảm thấy mọi chuyện nó rất là sáo rỗng, nhưng mà mình nghe dần, mình thấu hiểu dần, mình nghiệm dần từ từ ấy, thì mình cũng cũng quen. Đó chính là mỗi cá nhân của chúng ta là mỗi cái loài cây khác nhau, và mỗi loài cây nó sẽ cần một cái môi trường để nó phát triển khác nhau, và mỗi cái loài cây nó sẽ cần cái thời gian để nó phát triển khác nhau. Các bạn có biết cây tre không? Nó những năm đầu ấy nó lớn rất là chậm, nó lớn từng xăng xăng một, nhưng đến những cái năm về sau ấy bắt đầu nó sẽ trổ và nó sẽ phát triển rất là cao, rất là nhanh. Đó là cây tre ha, và cây tre là cái loại cây nó rất là dẻo và nó rất là khó bị gãy. Những loại cây khác thì sao? Những cái loại cây thân mềm thì nó sẽ thân mềm, những cái loại cây ngắn mùa ngắn hạn nó sẽ cho ra thành quả rất là sớm. Như là những cây lúa đi, ngay cả lúa nó cũng sẽ có lúa 3 mùa, lúa 6 mùa, sorry, lúa 3 tháng, lúa 6 tháng, lúa 9 tháng đúng không? Thì lúa lúa 9 tháng, lúa 12 tháng chắc chắn cái giá trị, cái giá thành của cái sản phẩm đó nó sẽ vượt trội và nó sẽ cao và nó sẽ có giá trị hơn so với những cái loại loại lúa ngắn mùa. Các bạn hiểu ý mình rồi đúng không? Đó, hoặc là những loại cây đi, các bạn là có thể các bạn ở đây mình nhìn thấy cái hình ảnh, cái sứ mệnh của các bạn nó rất là lớn, đó là mang hạnh phúc, mang niềm vui, lan tỏa tình yêu thương, chia sẻ, cống hiến, phụng sự cho cộng đồng. Một cái hành trình nó rất là lớn, rất là tốt, nó rất là vĩ mô, cho nên là chắc chắn các bạn sẽ là những cái loại cây cổ thụ. Và những cái loại cây cổ thụ thì không đời nào nó lớn nhanh mà nó cho thành quả sớm được hết. Các bạn có thấy những cái cây gỗ trắc, gỗ lim, những cái loại cây gỗ trầm, kỳ nam, có những cái loại cây đó có bao giờ các bạn thấy nó phát triển nhanh và nó ít năm không? Không. Còn những cái loại cây mà người ta chỉ thu hoạch trong một hai mùa, một năm 2 năm là đã có trái rồi, thì những loại cây đó nó tàn rất sớm. Mình không nói là những người mà người ta thành công sớm người ta sẽ tàn sớm, không, người ta phải đối diện với rất nhiều vấn đề và người ta đã xuất phát từ bao nhiêu lâu hoặc là cái hành trình của người ta sẽ ở đâu. Cho nên là các bạn đừng đánh giá bản thân mình với người khác, mà hãy đánh giá bản thân mình so với hành trình mà mình đã đi, đánh giá của mình ngày hôm nay so với ngày hôm qua, đừng đánh giá mình với người khác. Đó là cái vấn đề hiện tại các bạn. Mình thật sự mình thấy các bạn chọn tụ thứ hai, sorry, tự nhiên chọn tụ thứ hai gì đây trời. Ở đây mình có lá 8 tiền, 2 kiếm, 9 cup. Mình đang định nói gì biết không? Mình đang định nói là hồi nãy tự nhiên cái mình lại nói là các bạn chọn tụ thứ nhất cũng là những người có khả năng duy mỹ tốt, khả năng cảm thụ nghệ thuật tốt. Thật sự. Đau lưng quá. Mình thấy ở đây á, các bạn hãy tiếp tục trên hành trình của các bạn đi với lá 8 tiền ha.
Các bạn biết câu chuyện này không? 39 phút rồi. Không biết có nên kể chuyện không ta? Mình sẽ kể chuyện các bạn. Cái câu chuyện này là vậy. Mình nói sơ sơ không? Cái này là 7 7 cái 2 4 6. mình không nhớ bao nhiêu hoàng tử nữa, nhưng mà nói chung là có khoảng 5 6 7 6 hoàng tử đi, 2 4 6. 6 hoàng tử. Thì có khoảng 6 hoàng tử và một cái cô công chúa. 6 hoàng tử này là anh của cái cô công chúa này ha, và bị một cái lời nguyền của bà phù thủy ấy, thì cái 6 hoàng tử này bị phong ấn thành 6 con thiên nga. Và cái cô công chúa này á, thì để mà cứu thoát anh 6 người anh của mình để trở về giành lại vương quốc á, thì cái cô này phải phải dệt cái dệt cái dây gai hả, dệt cái dây tằm, cái dây gì đó, nói chung là nó rất là đau á, dệt lại. Mình không biết, mình không nhớ rõ dệt để làm cái gì, nhưng mà phải dệt, và cô này không được nói chuyện nha. Phải làm liên tục và phải dệt liên tục như thế, phải đan đủ áo. Ừ đúng rồi, phải hình như là áo hay sao đó, là phải đan đủ áo cho 6 người anh của mình. Và trong thời gian đan như vậy á, thì không được mở miệng nói chuyện. Nếu như mà cô này mà mở miệng nói chuyện ra thì gọi là không còn linh nghiệm nữa ấy, thì sẽ không có được, nói chung là không có hóa giải phép thuật được á, kiểu như vậy á, không có hóa giải lời nguyền được á đó. Thì cô này phải làm trong im lặng. Thì với cái năng lượng của lá cắm tiền này á, sorry mọi người, cho mình ngồi dậy xíu nha, đau lưng quá. Thì với năng lượng của lá tắm tiền này á, thì mình vẫn cảm thấy được rằng lời khuyên ở đây á, là các bạn hãy tiếp tục trên hành trình của mình. Các bạn hãy làm những việc mà các bạn cần phải làm, và khoan hãy chia sẻ cho quá nhiều người biết ha. Các bạn, tức là ở đây quá nhiều người, ở đây không phải là các bạn giữ cái bí mật này cho riêng các bạn. Cái khoan chia sẻ cho quá nhiều người biết ở đây á, là các bạn đừng có nói, đừng có lên Facebook nhắn là ngày mai tôi đăng status lên là ngày mai tôi sẽ làm này, ngày mai tôi sẽ làm cái kia, sẽ công khai cho cả thế giới biết. Cái điều đó là không nên. Ở gọi là nó có lý do hết đó, các bạn sẽ một dịp đó mình sẽ giải thích tại sao không nên. Thì các bạn nên hạn chế cái việc chia sẻ quá nhiều như vậy, hoặc là chia sẻ với những người mà người ta có một cái năng lượng tiêu cực. Rồi, các bạn chỉ nên chia sẻ với những người nào cần thiết chia sẻ và đồng hành cùng các bạn trên hành trình. Mình vẫn nhận thấy được rằng sắp tới sẽ có một người đồng hành cùng các bạn trên hành trình. Người đó là The One của các bạn đó. Người đó mang năng lượng của Queen One đó. Một người rất là tài giỏi, xinh đẹp, nổi bật và rất là quyết liệt, mạnh mẽ đó nha. Tiếp theo nữa là với năng lượng, lời khuyên tiếp theo là lá hai kiếm. Thì mình nhận thấy được rằng có thể là các bạn đã có sự lựa chọn dành cho các bạn rồi, nhưng mà ở đây á, các bạn phân vân, các bạn chưa biết chọn cái gì. Không phải là các bạn không biết, mà là các bạn không muốn. Tức là cái các bạn cần chọn, tức là ở đây, một là các bạn, mình phải xác định, các bạn cần phải xác định rõ lại là các bạn đang cần cần cái gì. Các bạn hãy chọn cái các bạn cần, chứ các bạn đừng có chọn cái các bạn muốn. Nếu như các bạn cần tiền thì các bạn hãy chọn đi theo những cái ngành gì chỉ để kiếm tiền thôi. Chứ nếu như các bạn cần tiền mà các bạn cần cũng muốn chọn đam mê thì cái đó sẽ lệch, nó sẽ khiến cho các bạn không bao giờ được hạnh phúc. Các bạn hiểu ý mình không? Đó, cho nên là nếu như các bạn cần tình yêu thì các bạn nên đi chọn tình yêu. Nếu như các bạn cần cần cống hiến, cần xây dựng, thì bây giờ các bạn cần phải tập trung vào bản thân mình trước, chứ đừng đi kiếm tiền quá nhiều. Mệt quá. Cái năng lượng các bạn rất là nhanh luôn á. Đó, các bạn chắc mà hiểu ý mình rồi. Các bạn chọn tổ thứ nhất là cái người mà kiểu nó ít hiểu nhiều lắm kìa, cho nên là nhanh gọn lẹ ha. Rồi, mình nhìn thấy được rằng ấy, lời khuyên ở đây là các bạn nên đi theo đam mê ha. Khuyên thì nó nghe nó hơi vớ vẩn, nghe nó hơi bị không thực tế, nó hơi bị hão huyền, nhưng mà mình vẫn nhận thấy được rằng nếu như các bạn đi theo đam mê, các bạn sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn. Tùy các bạn thôi, tại vì trải bài chỉ là mang tính năng lượng chung và chỉ để các bạn tham khảo thôi ha. Ngoài ra với lá năm tiền ở đây ấy, thì mình thấy được rằng các bạn hãy đừng có
làm khó bản thân mình quá. You are good enough đó mọi người, kiểu như các bạn đủ tốt rồi, các bạn đã ok rồi, cho nên là các bạn hãy hãy yêu thương bản thân mình ở cái hành trình hiện tại đi ấy, kiểu như là các bạn hãy dành nhiều sự quan tâm và chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn, và các bạn hãy hiểu được rằng bản thân mình đã cố gắng nhiều rồi á. Rồi, với năng lượng của sáu gậy, nãy giờ cái năng lượng của các bạn nó lên 666 nhiều ghê ha. 4 6. Số 2 với số 6 nhiều. Có thể là cuộc sống các bạn nó sẽ có nhiều số 2 với lộn. Tự nhiên có nhiều số 2 là sao? À, có thể cuộc sống các bạn nó sẽ liên quan đến nhiều số 2 hoặc số 6. Đó, kiểu như vậy ha. Số 5 nữa, mình vẫn thấy số 5 với bạn rất là nhiều. Số 2 là về tình yêu, số 6 là về sự nuôi dưỡng, số 5 là về sự tâm, cái trái tim. Có thể là cuộc sống của các bạn nó dính ngày tháng năm sinh, chứng minh nhân dân, số điện thoại hoặc là bất kỳ một cái gì đó nó hay bị dính dính đến số những số 2, số 6, số 5 kiểu như vậy. Các bạn mình đang tính nói cái này với các bạn, nhưng mình nghĩ thời điểm hiện tại nó chưa phải là lúc. Các bạn hãy, từ xưa giờ có bao giờ các bạn, từ gì quên rồi ta, đây là lý do tại sao cái video của mình lúc nào nó cũng bị nhiều thời gian hơn người khác. Các bạn có bao giờ bị che giấu tài năng của mình không? Tức là các bạn rất là có tài, nhưng mà các bạn không có muốn thể hiện ra. Nhưng mà các bạn rất rất muốn thể hiện. Không bao giờ. Cái năng lượng nó mắc cười. Kiểu như là mình không biết nữa, nhưng mà chắc các bạn hiểu đó. Nếu như các bạn resonate với cái năng lượng này, các bạn sẽ hiểu ý mình đang nói đó. Thì cái bài khuyên các bạn là hãy thể hiện ra theo đúng những gì các bạn mong muốn ở sâu bên trong trái tim của mình. Mình nhìn thấy được rằng các bạn có một cái sự học thuật rất cao nha, kiểu như các bạn có một cái đam mê và khát khao của cái việc học, việc làm việc lớn á, thì các bạn hãy cứ tiếp tục cái niềm đam mê này ha, với là Hierophant. Cứ tiếp tục đi, các bạn sẽ có được sự chỉ dẫn, các bạn cứ đi từng bước, được từng bước một thôi, và các bạn sẽ có được sự chỉ dẫn từ sâu chính bên trong trái tim thông thái của các bạn, nếu các bạn chịu xoa dịu nó, và nếu các bạn chịu lắng nghe nó, nếu các bạn chịu thấu hiểu nó, và nếu như các bạn chịu kết nối lại với nó ha. Ngoài ra có một cái thông điệp ngoài lề ở đây nữa, cái hình ảnh sáu tiền ở đây ấy, nãy giờ mình không có nói gì về tình yêu, nhưng mà cái hình ảnh sáu tiền ở đây nó lại làm cho mình có cảm giác nào đó, nó về gọi là the one của các bạn, nó về cái sự kết nối với một người nào đó, nó khiến các bạn cảm thấy rất gần gũi, rất thân quen, và các bạn được kết nối sâu, giống như là khi mà bạn với họ ở bên nhau ấy, hai người sẽ như là những đứa trẻ. Ở đây không phải là đứa trẻ theo cái kiểu mà tung tăng, mà đứa trẻ, cái tính cách của những đứa trẻ ở đây là gì, là không phán xét, không không giận hờn lâu, không có áp đặt, không có, nói chung là cái năng lượng của hai người nó sẽ là năng lượng của sự cho nhận ha. Ở đây á, cái câu, sorry, cà lâm, ở đây á, cái câu chuyện ở trong cái lá bài này á, là cái người này nè, cái đứa bé trai, đứa bé trai này nó nhỏ tuổi hơn cái đứa bé gái này, nhưng mà nó lại to hơn cái đứa bé gái này.
Một á là có thể nếu như các bạn là nam đang xem trải bài thì có thể là các bạn sẽ mang năng lượng trẻ hơn cái người xô cái người đều quanh của các bạn trẻ hơn về năng lượng hoặc là trẻ hơn về tuổi ha. Nếu như các bạn là nữ thì có thể các bạn sẽ lớn tuổi hơn hoặc là các bạn sẽ chững trưởng trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Và có thể là các bạn mang năng lượng nam ở trong đây sẽ có một cái ngoại hình nó khá là già trước tuổi á. Nó không phải là già, nó sorry mọi người. Nó sẽ mạch mature chững chạc, nó sẽ chững chạc hơn cái độ tuổi và có thể là sẽ có chênh lệch về chiều cao, tại các bạn thấy hai căn nhà nó cao thấp khác nhau ha. Có thể là các bạn ở đây có hình con chim con quạ nữa, và có thể các bạn sẽ ít khi liên lạc của, trực tiếp với nhau lắm. Các bạn có thể là sẽ liên lạc qua một cái phương thức nào đó như đưa thư, Twitter, đưa thư, bồ câu, chim, mail, Facebook, mạng xã hội ha. Lời khuyên cho các bạn chọn tụ thứ nhất trên hành trình này. Sao lần nào làm cũng dài hết vậy trời? Mình không có cố tình đâu mọi người, sao mình nói nhiều ghê luôn á. Mắc nói hay gì á. Với lá đầu tiên, với lá lời khuyên đầu tiên từ các thiên thần hộ mệnh, cho dù các bạn là tôn giáo nào chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ có thiên thần hộ mệnh, sẽ có đội ngũ tâm linh, sẽ có thiên thần hướng dẫn, sẽ có spiritual guide ha mọi người, sẽ có một cái đội ngũ tâm linh hướng dẫn hỗ trợ chúng ta cho hành trình này. Nếu như các bạn tin, cho dù các bạn là tôn giáo gì chăng nữa, các bạn vẫn sẽ có nha, chứ không có chỉ một tôn giáo nào đó mới có đâu nha. Thì với cái năng lượng đầu tiên là mới năng lượng Ace of Abundance, là một một tiền đó mọi người. Cái thần Cupid này nè, không phải thần Cupid nữa, Kirup là thần gì ta. Cái vị thần này sẽ mang cái điều một cái tin tức tuyệt vời đến với các bạn. Đó là một cái tin tức về một cái nguồn tài nguyên sắp được thu hoạch sẽ đến với các bạn trên cái hành trình, trên con đường này. Sẽ giúp các bạn và cái kế hoạch của các bạn được phát triển tốt hơn. Có thể cái nguồn tài nguyên này nó sẽ đến với dạng như là tiền nè, lời khuyên nè, sự dẫn đường nè, để các bạn hoàn thành mọi việc này một cách tốt nhất. Đây là thời điểm tốt để bắt đầu một cái gì đó mới, một cái hành trình mới, thay đổi công việc, go into business for yourself. Không biết dịch từ đó là sao. Rồi, there's maybe important contract to sign. Có thể là có một cái số gì đó về cái sự ký kết quan trọng á, cẩn thận ha. Tiếng Anh thật sự là rất là mệt. Tiếp theo nữa chúng ta có lá Love and Deals, tình yêu là tình yêu, không phải là từ bỏ hay là mất niềm tin. Tình yêu là sự hy vọng và dám hành động, dám thực hiện để cải thiện cái tình huống này. Cho nên là ở đây có lắp cho nên là các bạn hãy mạnh dạn theo đuổi cái tình yêu của mình. Nếu như các bạn đang thật sự yêu một người nào đó, hoặc là các bạn đang thật sự yêu một cái khát khao, một cái đam mê nào đó, nếu như nó khiến cho trái tim các bạn cảm thấy rung lên, nó khiến cho các bạn cảm thấy muốn phấn đấu hơn, thì đó chính là tình yêu. Và các bạn hãy tự tin theo đuổi cái điều đó ha, bởi vì cuộc sống của chúng ta dưới cái góc độ
cơ thể bình thường này thì mỗi ngày trôi qua nó sẽ là một phép trừ đi. Các bạn càng dành nhiều thời gian để các bạn nấn ná, các bạn chờ đợi thì các bạn sẽ có ít thời gian để các bạn ở bên cạnh những cái gì dành cho các bạn. Cho nên là thời gian là của các bạn, cái việc mà ở bên cạnh cái điều đó lâu dài hay không là do các bạn quyết định. Speak the language of love ha. Tình loving was những cái lời nói yêu thương nó sẽ là cái sức mạnh rất lớn để thay đổi tất cả mọi thứ, thay đổi con người bạn ha. Các bạn hãy nói lên cái tiếng nói của tình yêu, của tình yêu thương. Các bạn hãy nói lên cái tiếng nói của tình yêu thương, các bạn hãy nói lên cái tiếng nói của tình yêu. Tức là đừng có che giấu, mình vẫn cảm thấy các bạn chọn tụ thứ nhất nói rất nhiều, nhưng các bạn nói những cái nó rất là lý trí và nó rất là thực tế, thực tiễn, và nhiều khi các bạn che giấu cảm xúc của mình và đôi khi các bạn sẽ khiến người ta hơi đau lòng. Cho nên là không phải hơi đau lòng mà hơi chạnh lòng. Cho nên là nếu như các bạn thật sự một cái gì đó thì các bạn hãy cố gắng thể hiện nó ra. Nếu như mà các bạn thật sự cảm thương ai thì các bạn hãy nói ra và các bạn hãy thẳng thắn ha. Chứ ý là cái cách nói chuyện với bạn thì các bạn nên thẳng thắn một chút xíu, chứ đừng có nên kiểu mình thích người ta một hai thôi nhưng mà cái cách nói chuyện của mình nó lại khiến cho người ta cảm nhận được là mình thích người ta rất nhiều thì không nên. Hoặc là nếu như mình thích người ta, mình rất rất thích, cái tự nhiên cái mình không dám nói, tại vì nếu như mà mình nói ra như vậy á thì sẽ khiến người ta đánh giá mình là yếu đuối hoặc là lụy tình si tình hay là xàm xí hay gì á, thì các bạn lại che giấu, các bạn không dám nói. Đó tức là các bạn tùy tình huống mà các bạn nói ha. Ok, mình thấy cái vấn đề các bạn chọn tụ thứ nhất ấy, nó không có cái gì nó quá nặng nề hết á, nó chỉ là cơ bản là về phần của các bạn thôi à, nó rất là dễ chịu ấy nếu như các bạn chịu cởi mở đón nhận mọi chuyện ha. What do you need to release? Điều gì các bạn đang cần thanh tẩy, điều gì các bạn đang cần bỏ đi thì các bạn hãy bỏ đi, các bạn hãy thanh tẩy, các bạn hãy chấp nhận việc loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của mình. Tống cụ nghinh tân, cái cũ đi thì cái mới nó mới đến. Cho nên là hy vọng các bạn sẽ thay đổi, sẽ thanh tẩy cái năng lượng của mình được tốt hơn ha. Những cái món đồ nào của người cũ, của những cái người mình không thích, hoặc là những món đồ nào nó quá cũ đến mức độ mình không thể sử dụng được, hoặc là mình nhìn thấy nó mình rất khó chịu, thì hy vọng các bạn hãy bỏ đi. Nếu như nó còn sử dụng được thì các bạn hãy cho người khác dùng, còn nếu như các bạn không cái đó không dùng được nữa thì hãy can đảm bỏ đi ha. Một khi các bạn can đảm bỏ đi tức là các bạn đã chịu thay đổi bản thân mình. Hoặc là phòng ốc của các bạn đôi khi là các bạn nên dời kệ sách, lau dọn nó một chút xíu thì cái đó cái năng lượng mới nó cũng sẽ đến với các bạn. Hoặc là đôi khi là cơ thể của các bạn cần thanh tẩy, các bạn cần tắm trăng, các bạn cần tắm nắng nhiều nè, thì khi đó nó sẽ release được cái năng lượng tiêu cực của các bạn. A win-win outcome is forecast nè. Các bạn sẽ có một mối quan hệ win-win đến với các bạn đó. Thấy chưa? Nó cái bài đó resonate, nó rất là resonate với lại cái lá 6 ly này. See? Hả? Một mối quan hệ mà nó cân bằng ấy, nó không phải là cân bằng nữa mà kiểu giống như là không phải cân bằng thế kiểu mà anh cho tôi ba thì tôi phải trả lại anh ba, không, nó không phải là cái kiểu mối quan hệ như vậy mà là cái kiểu mối quan hệ nó rất là win-win á, nó rất là nó rất là vậy đó. Surrender to the divine, hãy buông bỏ sự kiểm soát, hãy đầu hàng trước sự kiểm soát của thượng đế. Các bạn không có, đây không phải, đây đây là cái giai đoạn các bạn không thể kiểm soát được nữa rồi, cho nên là hãy surrender ha, hãy đầu hàng đi ha. Đây, bài nó resonate thôi, nhắc lại thôi. The end of a third cycle approaches, một cái sự kết thúc đây đến gần rồi, đúng luôn. Các bạn đang đứng trước một cái gì đó nó kết thúc ấy, cho nên là nó sẽ hơi khó khăn, nó hơi chông chênh như các bạn. Nhân gian có câu là vạn sự khởi đầu nan, đúng không?
Thật sự cái này nó có khoa học chứng minh đàng hoàng nha mọi người. Trong 100 ngày đầu tiên chúng ta sẽ luôn luôn gặp khó khăn trong một cái gì đó mới. Nhưng mà nếu sau 100 ngày đó chúng ta vẫn kiên cường, chúng ta vẫn vượt qua được, chúng ta vẫn tiếp tục trên cái hành trình đó, thì cái ngày thứ 101 nó sẽ rất ok. Thì bữa giờ các bạn đã được 100 ngày chưa? Ha? A new style coming nè mọi người. Rất là đẹp luôn. Một cái khởi đầu mới đang đến với các bạn. Cái việc các bạn là phải đầu hàng với số phận ha. Hãy kiểm soát những cái gì mình cần phải kiểm soát thôi. Và your dreams need a practical plan. Đôi khi các bạn hơi mơ mộng quá, đôi khi các bạn hơi suy nghĩ nhiều quá mà các bạn quên bắt tay vào hành động. Thì bây giờ là lúc cái giấc mơ các bạn nó cần một cái kế hoạch cụ thể, nó một cần một kế hoạch thực tiễn hơn để các bạn bắt tay vào làm hơn. Và cái kế hoạch thực tế nhất là cái kế hoạch ngắn hạn nhất. Tức là giấc mơ là một cái giấc mơ lớn, nhưng mà chúng ta vẫn cần những cái kế hoạch rất nhỏ 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 thôi để đi đến những cái giấc mơ đó. Chúng ta cần phải làm, chúng ta cần phải đặt cái bước chân đầu tiên, chúng ta cần phải đặt cái viên gạch đầu tiên, thì khi đó chúng ta mới thành công được. Thật sự thì các bạn dòng tuổi thứ nhất nó bị ám ảnh về cái nỗi sợ thành sự về sự thành công. Mình tính khuyên các bạn cái này, mình suy nghĩ thôi. Thôi, mình không khuyên, tại vì chưa đến lúc. Ok, mình kết thúc trải bài các bạn chọn tuổi thứ nhất tại đây, và hy vọng các bạn chọn tuổi thứ nhất khi nghe xong trải bài này, các bạn sẽ cảm thấy được ổn hơn một phần nào đó, và các bạn sẽ cảm thấy đỡ chênh vênh hơn một phần nào đó. Các bạn sẽ cảm thấy mình cần phải làm, cần biết mình cần phải đối diện với mọi chuyện nó như thế nào, mình cần phải làm gì với cuộc sống của mình. Và hy vọng các bạn đừng hoang mang, đừng đánh giá bản thân mình, đừng so sánh bản thân mình với quá nhiều người xung quanh, mà hãy chỉ so sánh bản thân mình với quá khứ, với những một giây trước, một phút trước. Và hãy yêu thương bản thân mình, trân trọng bản thân mình. Bên cạnh đó, hãy yêu thương và trân trọng những ai đang xuất hiện bên cạnh mình, kết nối với họ nhiều nhất khi còn có thể. Ha mọi người, đừng để tất cả mọi thứ trở thành kỷ niệm và trở thành sự nuối tiếc. Thì khi đó các bạn có được sự thành công, nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa hết đối với hành trình của các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã đến với trải bài ngày hôm nay của mình, và hy vọng các bạn luôn được bình an. Bye bye. Hello, xin chào các bạn chọn tuổi thứ ba. Ủa nhầm, nhầm nhầm, sorry. Xin chào các bạn chọn tuổi thứ hai đã đến với trải bài ngày hôm nay. Hãy xem video này nếu bạn đang cảm thấy không ổn ha. Mình sẽ check qua năng lượng các bạn trước. Nếu như các bạn cảm thấy nó phù hợp, nó đúng với cái hình tình tình huống hoàn cảnh hiện tại của các bạn, thì các bạn nghe tiếp ha. Vì đây là trải bài chung mang thông điệp chung của rất nhiều người, cho nên hy vọng mọi người có thể lắng nghe một cách chọn lọc phù hợp với câu chuyện và tình huống của mình. Mình sẽ check năng lượng của các bạn chọn tuổi thứ hai trước. Hoàn cảnh vấn đề mà các bạn đang cảm thấy lo lắng bất ổn là gì ha? Kết nối năng lượng với các bạn chọn tuổi thứ hai. Trời ơi, tự nhiên qua năng lượng các bạn chọn thứ hai mình cảm thấy nó nhẹ nhõm hơn nhiều. Cái năng lượng của tuổi thứ nhất nó nhanh quá, nó làm cho mình theo không kịp. Sorry. Sorry mọi người. Kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ thứ hai. Hoàn cảnh vấn đề mà các bạn chọn tụ thứ hai đang gặp phải. Với năng lượng
với năng lượng của các bạn chọn tuổi thứ hai thì mình hơi khó kết nối với các bạn một chút xíu. Có thể là vì các bạn đã đứng khá lâu trên hành trình của mình rồi, có thể là các bạn đang bị chững lại khá lâu và các bạn đang ôm đờm quá khứ nhiều. Không phải là ôm đờm mà kiểu như là các bạn quay mặt nhìn về quá khứ nhiều, các bạn tiếc nuối những cái hạnh phúc của quá khứ hả? Cuộc sống với bạn chọn tuổi thứ hai á, nó bị chi phối nhiều bởi những cái lề thói, nó bị chi phối nhiều bởi những cái giáo lý giáo điều mà cái nơi các bạn đang sống họ đặt ra, và các bắt buộc các bạn phải tuân theo. Dần dần nó sẽ khiến cho các bạn không được là chính mình, và nhiều khi các bạn cũng không biết là mình đang muốn cái gì trên hành trình này. Nhiều khi các bạn đi theo một cái kiểu là các bạn chỉ đi thôi, và các bạn cũng không biết đi đâu, cũng không biết làm gì, cũng không biết về đâu hết đó. Và đôi khi các bạn sẽ hơi bị mường tượng và quay về quá khứ để mà suy nghĩ về những cái hạnh phúc mà mình đã bỏ lỡ, hoặc là suy nghĩ về ồ phải chi là mình được như thế này, mình làm như thế này thì mình sẽ khá hơn, mình làm như thế kia thì mình sẽ ổn hơn, kiểu như vậy. Có thể là trong thời gian gần đây các bạn đang ở trên hành trình tìm kiếm bản thân mình nhiều, các bạn đang ở trên hành trình ngắt kết nối với những cái ồn ào, những cái drama, những cái thị phi trong cuộc sống các bạn. Có thể là trong thời gian gần đây các bạn đang ở trong cái giai đoạn bắt đầu vào một cái khóa tu, khóa thiền nào đó, hoặc là các bạn đã bắt đầu thực hành thiền định, hít thở, sống chánh niệm, thực hành chánh niệm, cũng giống như là các bạn kết nối với cái bản thân của chính các bạn nhiều. Các bạn cho bản thân mình một cái khoảng thời gian nó ngơi nghỉ, nó được tự sạc lại nhiều hơn. Mình vẫn cảm thấy cái năng lượng các bạn chọn tuổi thứ hai nó khá là trống rỗng á, nó kiểu như là mình biết được các bạn hiện tại như thế nào nhưng mình không biết được cái vấn đề của các bạn là cái gì. Thì đôi khi á, các bạn đang cảm thấy không ổn là khi các bạn đang cảm thấy mình thật sự mình cũng không biết mình muốn cái gì, rồi đôi khi các bạn cảm thấy mình không ổn thật. Thật sự á, các bạn nhiều khi cái cảm giác mà các bạn muốn biết mình muốn cái gì á, nhiều khi nó lại là những cảm giác nó không ổn nhất. Còn nhiều khi cảm giác mà các bạn không có cái gì ở trong lòng mình, nó lại là cái cảm giác ổn nhất á. Các bạn hiểu ý mình không? Mình nói không biết mình hiểu mình không nữa, đừng có các bạn hiểu như vậy nè. Đôi khi cái trạng thái mà các bạn mong cầu nhiều, đôi khi cái trạng thái mà các bạn mưu cầu nhiều, tức là xã hội luôn đặt ra cho chúng ta một cái quy chuẩn về cuộc sống và bắt chúng ta phải có một cái ước mơ, một cái khát khao, một cái hoài bão gì đó, bắt chúng ta phải đặt ra một cái mục tiêu nào đó trong cuộc sống thì nó mới là ok, mới là kiểu người ok, đúng không mọi người? Còn một người mà không có ước mơ, không có hoài bão, mà hiện tại hỏi họ đang muốn cái gì á, mà họ kêu không biết muốn cái gì là những người không ổn. Thì cái đó là cái tiêu chuẩn của xã hội đặt ra, mình không nói là đúng hay sai hay không, nhưng đối với mình cái đó nó chỉ là cái định nghĩa của một cái thế giới nào đó, của một cái ngắn thôi, một cái xã hội thôi, một cái gì đó nó rất là ngắn, nó rất là hữu hạn thôi. Còn cái việc mà đối với mình nha, đôi khi khi mà các bạn không tự đặt mình một quy chuẩn nào đó, khi mà đôi khi các bạn cảm thấy mình không thuộc về nơi nào đó nhất, nó lại là chính là cái nơi mà các bạn thuộc về. Trời ơi, cái tuổi thứ hai này tôi nói cái gì vậy trời? Mình cảm giác như các bạn chọn tuổi thứ hai nó bị
các bạn có phải là số thần số học, con đường đời, life path của các bạn, life path của các bạn là số 11 không? Mình cảm thấy các bạn bị mơ mơ, các bạn bị hồ hồ, các bạn bị ảo ảo hay sao á. Mình nói chuyện mình cũng không biết mình đang nói gì nữa ta. Thật sự là các bạn nhận thứ hai không có gặp vấn đề gì hết trơn á. Cái vấn đề nó ở cái mental health của các bạn, nó ở cái suy nghĩ của các bạn. Đôi khi á, các suy nghĩ của các bạn nó khác với mọi người, cho nên là các bạn đang cảm thấy các bạn không ổn, đúng không? Mình biết rồi. Nếu như đúng các bạn nghe tiếp thôi, tại vì cái tụ này đặc thù ghê gớm. Thành ra đôi khi á, trong cuộc sống các bạn, nãy giờ xài từ đôi khi hơi nhiều ha. Thành ra trong cuộc sống các bạn á, nó có những cái cơ hội đến với các bạn, nó có những cái mục tiêu, nó có những cái offer đến với các bạn á, tự nhiên các bạn lại chần chừ, các bạn lại không muốn lựa, các bạn lại nhìn trước ngó sau và các bạn không có dám nắm bắt lấy cái cơ hội đó. Bởi vì các bạn nhiều khi các bạn cảm thấy liệu mình có thật, cái tụ này nó tỉnh lắm nha, các bạn biết á, cái là cái hành trình của các bạn á, là không phải là hành trình kiếm tiền, cái hành trình của các bạn không phải là cái hành trình các bạn phải xây dựng tiền, sorry, không phải là cái hành trình các bạn đi kiếm tiền sống qua ngày, không phải là cái hành trình mà các bạn phải có tiền để nuôi người này người kia giống như tụ thứ nhất. Không, cái hành trình các bạn không phải là như vậy. Cái hành trình của các bạn chọn tụ thứ hai, các bạn biết được luôn là mình không có cần phải đi kiếm tiền, mình chỉ cần một cuộc sống bình lặng yên ổn, một cuộc sống mà về quê trồng rau nuôi cá, không cần mảnh vườn lớn luôn á, chỉ cần một ở ẩn ở trong rừng luôn cũng được nữa, kiểu như vậy á. Các bạn có một cái mơ ước như vậy luôn. Thành ra đôi khi á, cái vấn đề cái offer về công việc, một cái gì đó, một cái cơ hội nào đó về vật chất, về những cái gì nó charming, nó hữu hình, nó lấp lánh, nó đến với các bạn á, các bạn lại cảm thấy không biết là mình có thật sự nhận cần không. Tại vì cuộc sống của mình, những người xung quanh mình, người thân mình, gia đình mình cần cái điều đó, nhưng từ sâu thẳm trong tâm hồn các bạn không cần, các bạn không cần cái điều đó. Cho nên nhiều khi các bạn cũng hơi phân vân, các bạn kêu liệu mình có thật sự nên làm đó không, tại vì làm nó rất là mệt, làm một công việc nhiều tiền, được hưởng nhiều thì phải đồng nghĩa với cái việc các bạn phải cống hiến nhiều, các bạn phải dành thời gian cho nó nhiều và các bạn phải tập trung vào nó nhiều. Thì khi mà như vậy các bạn, cái hành trình các bạn nó đâu có phải là cái kiểu người như vậy, thì khi mà như vậy thì các bạn lại quên mất bản thân mình, các bạn lại không có thời gian dành cho bản thân mình, các bạn lại bị mờ đi cái tâm linh của mình, các bạn bị mờ đi cái ý chí, cái những cái luân xa tắc nghẽn, những cái luân xa của mình nó bị tắc nghẽn đi đó, ý mình là như vậy ha. Thì cái vấn đề các bạn là các bạn bị phân vân giữa nhiều cái lắm. Các bạn mua nhiều khi á, trong cuộc sống các bạn chọn thứ hai á, nhiều khi cái nào các bạn nói trời, nhiều khi mình muốn đi tu ghê, nhưng mà mình vẫn cảm giác như là mình còn bị vướng mắc một cái gì đó ở hồng trần này, cho nên mình không thể nào đi tu được. Hoặc là mình cũng muốn được yêu, mình cũng muốn được sinh con đẻ cái, mình cũng muốn được làm cha làm mẹ, mình cũng muốn được yêu thương, mình cũng muốn được có người yêu, thì làm sao mình đi tu được. Có kiểu kiểu như các bạn, tức là cái tâm của các bạn á, nó thật sự nó đã muốn thoát ly khỏi cái thế giới này rồi, nhưng còn cái mong muốn của cơ thể, cái mong muốn của thất tình lục dục thì nó vẫn còn đó, và các bạn vẫn chưa thể thoát ra để mà đi tu được, tức là không có căng đó mọi người. Nhưng mà đâu đó trong cuộc sống các bạn rất rất là muốn, nhiều khi cũng suy nghĩ đến cái việc là ồ mình có nên đi tu hay không, đã từng suy nghĩ rồi ha. Và đôi khi á, các bạn đi làm, các bạn đi chơi, các bạn gặp người này người kia, các bạn phải thật sự phải phải deception, phải đeo mặt nạ dữ lắm. Các bạn không có thể hiện được bản thân mình là ai, các bạn cũng không dám thể hiện mình mong muốn cái gì. Nhiều khi cái cách ăn nói của các bạn á, mình nói rồi, nó mắc cười lắm. Nói vậy, nhiều khi các bạn thích trò chuyện về những vấn đề tâm linh vũ trụ, các bạn thích trò chuyện về những vấn đề tôn giáo, triết lý Phật giáo, những cái vấn đề về giáo lý công giáo, những cái vấn đề về Chúa trời, những thật sự á, bây giờ ra đường mà khi mà nói những cái chuyện đó không ai nghe đó mọi người. Mình hiểu cảm giác đó, tại vì mình cũng là kiểu người rất là thích nói về những cái vấn đề mà vũ trụ tâm lý rồi này nọ các kiểu. Nhưng mà có một vài lần mình nói thì người khác lại cảm nhìn thấy mình mắc
mắt chữ A mồm chữ O thì mình lại cảm thấy ô, mình cảm thấy mình không có sẵn sàng để mình chia sẻ, mình không có sẵn sàng mình nói tiếp được nữa. Tại vì mình nói tiếp thì không biết người ta có thấu hiểu, thấu cảm cho mình hay không, và nếu như vậy thì mình cảm thấy người ta đánh giá mình thì sao ấy, kiểu như là mình có nói khùng nói điên hay là mình có bị vấn đề gì không ấy. Đó, kiểu như là khi đó mình không có thoải mái khi mình nói chuyện tiếp. Các bạn cũng như vậy, kiểu như các bạn cảm thấy là ồn, các bạn rất là cần những cái mối quan hệ, các bạn rất là cần cái việc chia sẻ những cái gì các bạn nghĩ trong đầu. Giống như nãy giờ mình nói với các bạn đó, mình nói nó lung tung, nó lan man, nó tùm lum tà la hết đó. Đó, các bạn cần một cái người để các bạn lắng nghe chia sẻ như vậy, nhưng mà hơi khó ha. Tại vì khi mà kiếm được một người như vậy á, thật sự rất 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 khó. Tại vì cơ bản là cuộc sống con người bình thường của chúng ta chỉ thích nghe những cái gì mà chúng ta muốn nghe. Chúng ta thích nghe những cái gì giật gân, nóng sốt, những cái gì mà nó được thống kê chính xác, được liệt kê bằng những con số, những cái gì mà nó phải chắc chắn, nó phải được chứng minh, nó phải được mắt thấy tai nghe, nó phải được thí nghiệm thì người ta mới tin. Đó, thì cho nên là các bạn cảm thấy các bạn không có hào hứng lắm với cái việc đó. Ở đây có ai tính đi du lịch nhưng mà họ để dành tiền, mà để dành hoài có tiền đi không? Tự nhiên cái thấy lo. Đi du lịch thì cứ đi thôi mọi người, không có tiền thì đi theo kiểu không có tiền. Cuộc đời mà trời, mà không biết nói câu này đã có bị chửi không ha. Nhưng mà nếu như các bạn thật sự muốn một cái điều gì đó thì các bạn hãy chỉ muốn điều đó thôi. Câu này nó thật sự nó có rất nó cần phải giải thích rất là nhiều, kiểu như vậy nè. Con người, chúng ta, mỗi chúng ta luôn hay bị một cái vấn đề như vậy là, ví dụ nha, bạn muốn đi qua Mỹ học, không, sorry, mình ví dụ bạn muốn mua một cái túi đi cho nó đơn giản, bạn muốn một cái túi thì bây giờ bạn chỉ cần tập trung như cái việc là bạn thích cái túi đó và bạn chắc chắn sẽ mua cái túi đó. Nhưng con người chúng ta khi mà nhìn vào cái túi đó, chúng ta sẽ, cái đầu á, nó sẽ bắt đầu nó sẽ chạy tới cái dòng giá tiền của túi. Trời ơi, 3 tháng lương có nên mua không ta? Rồi bắt đầu các bạn sẽ tập trung vào giá tiền đó và các bạn sẽ hành động vì cái giá tiền. Mình ví dụ như cái túi đó là 2.000 đô đi. Bây giờ các bạn nhìn thấy, thay vì, các bạn hiểu ý mình không? Thay vì các bạn tập trung vào cái chiếc túi đó thôi, nhưng không, các bạn lại tập trung vào cái con số 2.000 đó. Mình không nói là 2.000 đó, 2.000 của cái túi nha, mà là các bạn đang tập trung vào cái con số 2.000 đó. Và các bạn đang hành động, đang làm việc vì con số 2.000 đó, chứ không phải là vì cái túi. Cho nên cho dù các bạn có tiền, cho dù các bạn có 2.000 đi chăng nữa, cho dù các bạn có 10.000, 4.000, 8.000, 9.000, có bao nhiêu chăng nữa, các bạn cũng sẽ không bao giờ mua được cái túi đó hết. Các bạn hiểu ý mình không? Đó, đó là bởi vì các bạn chỉ đang tập trung với con số tiền thôi. Các bạn đang tập trung vào cái tiền thôi. Và lúc nào đầu mình lúc nào cũng tiền 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 hết, thì khi các bạn tỏa ra cái năng lượng nào đó thì các bạn sẽ thu hút cái năng lượng đó về, thì các bạn chỉ thu hút tiền thôi. Và tiền ở đây sẽ không bao giờ giữ được. Tức là các bạn đang thu hút tiền để các bạn tiêu mà, thì tiền nó sẽ đến với các bạn tiêu thôi, nó sẽ có chuyện những bạn tiêu thôi. Thì thay vì tập trung vào tiền, các bạn hãy tập trung vào cái mục đích của các bạn hãy tập trung vào cái khát khao, cái mong muốn các bạn là cái gì. Các bạn thích cái túi thì các bạn chỉ cần tập trung vào cái túi thôi. Các bạn biết có con số 2.000 đó và các bạn để đó, ok. Tại vì biết đâu được nó sẽ 2.000, 4.000, nó sẽ, cái con số nó sẽ biến động theo thời gian mà, nó có đâu phải là bất biến đâu. Cho nên là các bạn cứ tập trung vào con số, các bạn cứ tập trung vào cái túi đó thôi. Thật sự cái tụ hai này mình nói chuyện nó khùng điên dã man luôn á mọi người. Ai mà vô nghe mà không đúng tụ chắc chửi chết luôn á. Đó, nó là như vậy đó. Mình nghĩ là các bạn hiểu rồi. Và ở đây nữa là trong cuộc sống các bạn á, thật sự á, đôi khi á là cái trực giác với lại cái trực giác với lại cái bản ngã với lại cái ego của các bạn á, nó bị lộn xộn nhiều lắm. Nó đánh nhau chập chằng luôn á, đánh nhau hoài luôn. Đôi khi các bạn, mình nghĩ các bạn nên học cách nó calm down hơn và học cách nó biết lắng nghe bản thân mình hơn, thì khi đó các bạn sẽ hiểu được là đâu là tiếng nói của trực giác và đâu là tiếng nói của ego ha. Tại vì cuộc sống các bạn á, nhiều khi cái ego nó, cái lý trí á, cái tôi của các bạn á, nó nói lên,
Nhưng mà các bạn lại hiểu nhầm cái đó là cái tiếng nói từ trực giác, và nhiều khi cái trực giác của các bạn lên tiếng á, thì các bạn lại hiểu nhầm cái đó là cái tiếng nói của cái tôi, và các bạn lại không biết phân biệt đâu đâu là cái tôi và đâu là cái trực giác, và dẫn đến hành động bị sai ha. Cho nên là đôi khi á, là có thể là các bạn chọn tụ thứ hai này sống nó hơi thiên quá nhiều về cái mặt cảm xúc và cái mặt gọi là suy nghĩ theo cảm hứng, gọi là suy nghĩ theo cảm hứng nhiều quá, cho nên là đôi khi những cái dấu hiệu đỏ, những cái tín hiệu đưa ra cho các bạn, phát ra cho các bạn không đón nhận được, các bạn cho rằng đó là những cái suy nghĩ của cái tôi thôi, nhưng thật sự đó là những cái tín hiệu để ngăn các bạn đến với cái sự nguy hiểm, nhưng mà các bạn lại bị mơ hồ, mới ảo 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 sao á. Cái tổ thứ hai nó ảo, nó ảo dã man luôn á. Các bạn có sử dụng chất kích thích không vậy? Đó, cho nên là mình nhận thấy được rằng cuộc sống các bạn nó đang không có ổn với tâm trí của các bạn nha. Tiền bạc thì là câu chuyện muôn thuở rồi. Bây giờ có một người nào đó giàu, thật giàu chăng nữa, các bạn hỏi họ, họ vẫn cảm thấy tiền bạc họ vẫn không bao giờ ổn, do tâm trí của chúng ta thôi. Tiền bạc lúc nào cũng ổn đó mọi người, chỉ là tâm trí chúng ta không ổn thôi. Thì các bạn vẫn lo lắng về tài chính, vẫn có, nhưng mà nó không nhiều như tuổi nhất thứ nhất, tại vì tuổi thứ nhất là nó kiểu bao nuôi, cái kiểu mà gặp ai nuôi đó, cái kiểu mà bao che cả thế giới, bao che tất cả những người yêu thương của mình. Còn cái kiểu của các bạn là cái kiểu hơi bị ảo ma, nó mơ hồ sao á mọi người, kiểu như là nó không có thật luôn á. Mình giải bài mà mình coi lại chắc mình cười xỉu. Các bạn chọn tụ thứ hai này á, các bạn có hay đi nhìn ngắm hạnh phúc của người khác không? Nhìn ngắm hạnh phúc của người khác xong rồi cái cân đo đong đếm hạnh phúc của mình. Ở đây mình không phải dạy đời các bạn, mà kiểu như là mình nhìn thấy hạnh phúc của người khác thì mình nên lấy cái đó làm cái truyền cảm hứng cho mình, hơn là cái việc mình so sánh cuộc sống của mình đối với người ta. Tại vì người ta chỉ show ra cho các bạn thấy những cái mặt hạnh phúc của người ta thôi, đúng không? Đúng, đối với các bạn cũng đâu có dám show những cái mặt mà các bạn không hạnh phúc lên lên ra bên ngoài. Cho nên là hãy nhìn hạnh phúc của người ta để mình được truyền cảm hứng, để mình dám yêu một lần nữa, để mình dám tin một lần nữa ha, chứ đừng có nhìn hạnh phúc của người ta để mình phán xét bản thân mình. Đó là lời khuyên của mình dành cho các bạn. Bây giờ tới lời khuyên của thiên thần dành tới đội ngũ tâm linh dành cho các bạn ha. Three of Action, thiên sao. Mọi chuyện nó đang diễn ra một cách rất là hoàn hảo, đẹp đẽ. Đây là lúc để cái con tàu của bạn bắt đầu đến cập bến. Đây là thời gian để cho bạn thấy được rằng cái project, cái project, cái next next big next big project là những cái project là cái gì trời, nếu như là cái bức tranh hoặc là một cái dự định hoặc mong muốn tương lai tiếp theo các bạn nó sẽ như thế nào á, để cho các bạn mô tả nó rõ ràng hơn, để cho các bạn diễn tả nó rõ ràng hơn với cái con thuyền tương lai, một cái bức tranh tương lai đến với các bạn á. Dịch khó dịch quá. Có thể là các bạn sẽ chọn tiếp tục build với lại cái hành trình thành công này, hoặc có thể các bạn sẽ move on, rời khỏi một cái gì đó và đi đến một cái khác hơn. Nó resonate với cái trải bài đúng không mọi người? Nhưng mà hãy luôn sẵn sàng để mà
trải nghiệm để mà thử thách, bởi vì nó là điều cần thiết đó. Nãy giờ mình nói với các bạn á, tức là các bạn bị nhập nhằng giữa thực và ảo, giữa hành trình này và hành trình kia dữ lắm. Cho nên là các bạn, cái lời khuyên ở đây á, là cho dù là gì đi chăng nữa, cho dù các bạn đi đâu chăng nữa, thì các bạn cũng hãy sẵn sàng xem chúng như là cái cuộc hành trình, xem chúng như là cái cuộc như là cái travel vậy mọi người đó. Thì khi đó các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và sẵn sàng đón nhận mọi mọi bài học đến với các bạn hơn ha. Five of abundance is time when everyone needs a hand. Đây là khoảng thời gian mà mọi người trong chúng ta đều cần một cái sự trợ giúp từ người khác. Các thiên thần của bạn muốn bạn biết được rằng bạn không cần phải trải qua các thử thách khó khăn này một mình. Hãy chấp nhận sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh, và cái tình huống này nó sẽ giúp bạn trở nên là một người có kinh nghiệm sống nhiều hơn. Đây không phải là cái thời gian tốt để mà bạn bắt đầu khởi nguồn kinh doanh một cái gì đó, và đây là khoảng thời gian để bạn chân thành và tử tế hơn với mọi người xung quanh ha. Đó, mình cái bài này nó giống 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 nhau ha. Cho nên là các bạn hãy đừng có che mặt nạ, các bạn hãy đừng có đeo mặt nạ. Biết đâu đó được rằng ở ngoài kia sẽ có một người nào đó hiểu các bạn thì sao? Các bạn hãy cứ nói lên những cái gì đó các bạn cảm thấy nó hơi ngớ ngẩn, nhưng mà cái việc mà vô tình nói ra cái điều đó thì ai biết được, nhiều khi nó sẽ gặp một người đúng như vậy thì sao? Còn hơn là cái việc các bạn không nói thì không ai biết các bạn đang gặp cái gì, các bạn đang bị cái gì. Ha? Nothing is yet set in stone, tức là cái khoảng thời gian này đúng với cái lá hang, the hangman luôn á mọi người. Mình nói rồi, cuộc sống các bạn nó cứ bình 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 bình, nó cứ dậm chân tại chỗ, nó cứ im 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 sao á. Cái tụ thứ nhất nó chạy nhanh bao nhiêu, tụ thứ hai nó đứng yên bấy nhiêu. Thì trong khoảng thời gian này không phải là khoảng thời gian để bạn thay đổi một cái gì đó, không phải thời gian để bạn đầu tư một cái gì đó, không phải là thời gian để bạn bùng nổ một cái gì đó ha, và cũng không có cái gì nó quá đặc biệt nó diễn ra hết. Nó chỉ là những cái ở bên trong các bạn, nó làm việc ở bên trong các bạn là nhiều thôi ha. Đó, nothing is set in stone, và chưa có điều gì gọi là chắc chắn hết, chưa có điều gì gọi là đã được ghi vào sử sách, chưa có điều gì đã gọi là contract ký kết hết, chưa chưa hề chưa có cái gì cả ha. Cho nên là hãy cứ làm, hãy cứ trải nghiệm, hãy cứ đắm mình, hãy cứ travel, chỉ cứ hãy cứ đón nhận thôi ha các bạn. Confidence is your key to success, là sự tự tin sẽ là chìa khóa để thành công. Tự tin lên nha mọi người. Confidence. A win-win outcome is forecast. Một cái năng lượng win-win sẽ đến hỗ trợ các bạn. Một mối quan hệ win-win, đôi bạn cùng tiến sẽ đến và hỗ trợ các bạn trên hành trình sắp tới ha. Đây là khoảng thời gian các bạn nên breathe out. Đây, mình nói rồi, các bạn có một cái gì đó rất là thiền, rất là hít thở, rất là thiền định luôn. Cho nên là các bạn hãy dành thời gian để hít thở nhiều hơn, hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, kết nối với hơi thở, kết nối với thiên nhiên đất trời nhiều hơn ha. Đây là khoảng, và đây cũng là khoảng thời gian để release negativity nè. Đó là it's time to release negativity nè mọi người. Dành thời gian để thanh tẩy những cái nguồn năng lượng tiêu cực, thanh tẩy những cái gì nó tiêu cực, nó xấu, nó sorry. Dành thời gian để, ấy da, tê chân quá. Dành thời gian để thanh tẩy năng lượng cũ kỹ, xấu và tiêu cực ha, bằng nhiều hình thức. Thanh tẩy bằng xô thơm nè, thanh tẩy bằng nước sạch nè, thanh tẩy bằng tinh thể đá nè, thanh tẩy bằng thiên nhiên, hoặc là thanh tẩy bằng những cái câu affirmation. Cái đó là không tốn tiền luôn mọi người. Đó, cho nên là các bạn hãy đau lưng hãy thanh tẩy ha. Nếu như các bạn nào đang đang gặp khó khăn về mặt tiền bạc, như nãy giờ mình nói á, các bạn vẫn có gặp khó khăn về tiền bạc á, thì các bạn đừng lo lắng. Cái sự giàu có, sự trù phú nó đang nằm ở phía trước, nó đợi các bạn. Thì cái việc của các bạn là các bạn cứ đi thôi, đi từ 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 thì sẽ đến cái đó thôi. Đấy, với cái lá này.
hả? Các bạn cứ đi thôi hả? Nó vẫn đang nằm phía trước, nó chờ các bạn đó. Rồi, ở đây nó có một cái thông điệp giống với tụ một là love and truth, là tình yêu nó không phải là sự bỏ cuộc hay là sự mất niềm tin vào người khác. Tình yêu là cái sự hy vọng, là cái sự dám đương đầu với mọi tình huống diễn ra. Đây, lời khuyên có thiên thần dành cho các bạn. Các bạn đừng có đeo mặt nạ ha, các bạn đừng có trốn chạy tình yêu ha. Mình thấy cảm giác giống như là con người trong cuộc sống này nó lạ ghê mọi người. Kiểu giống như là nó phức tạp á, kiểu như mọi người bị phức tạp cái suy nghĩ của mọi người lên, mọi người sợ người ta đánh giá mọi người là thật sự ngày xưa mình cũng vậy, ngày xưa mình cũng rất là sợ khi mà để người ta biết là mình thích người ta. Mình rất là sợ khi mà mình cho đi cho người ta nhiều. Mình sợ khi mà mình nói mình nhớ người ta, mình sợ nhiều thứ lắm. Và khi các bạn đứng trước tình yêu mà các bạn sợ hãi á, thì các bạn sẽ không bao giờ có được tình yêu. Thì xảy ra nhiều chuyện lắm luôn, và phải làm việc bản thân nhiều lắm luôn thì mình mới hiểu được. Và cũng nhờ một cái cuốn quyển sách gọi là Tôi Vỡ Ra Để Ánh Sáng Ngập Tràn á mọi người, thì mình mới nhận ra được rằng là mình không nên sợ hãi, và mình nên nên gọi là sao ta, trao đi tình yêu á. Kiểu giống như là mọi người nếu như mọi người nhớ ai á thì mọi người hãy nhớ nghe. Mọi người nhớ ai thì mọi người hãy nói là họ nhớ họ. Nghe thì nó hơi sáo rỗng ha, nhưng mà thật sự nó rất là tốt dành cho mọi người luôn. Mình khi một khi khi mà mình nói ra mình cảm thấy ồn, mình chấp nhận mình ngớ ngẩn, mình chấp nhận mình rất là khùng, mình rất là điên khi mà mình nói cái đó ra. Và mình không mong cầu gì cả khi mà nói câu đó ra, chỉ là mình chỉ cần nói ra khi mà người kia người ta sẵn sàng nghe, người ta không vướng bận gì để nghe. Các bạn hiểu ý mình không? Tức là người kia người ta single hoặc là người ta không có bị vướng mắc cái gì á, thì mình cứ nói thôi. Cho dù người ta có đánh giá mình là cái gì chăng nữa cũng không sao hết. Và cho dù cái địa vị của mình, cái chức vụ của mình hay là cái bộ mặt ngoài xã hội của mình nó như thế nào, mình cũng không cần quan tâm. Mình chỉ cần nhớ họ thì mình chỉ nói là mình nhớ họ thôi. Thì như khi mình nói như vậy rồi á, mình sẽ cảm giác mình mạnh mẽ hơn rất nhiều á. Mọi người hiểu ý mình không? Cái sự mạnh mẽ đó nó không phải là cái việc mà mọi người có thể chinh phục đỉnh núi Everest, hay là mọi người có thể nhảy từ trên trực thăng nhảy dù xuống. Cái đó là một cái loại mạnh mẽ, nó khác, nó về thể chất. Còn một cái trái tim mạnh mẽ, một cái trái tim dám chấp nhận cảm xúc của mình đó mọi người. Dám chấp nhận cảm xúc của mình chứ hồi là dám làm những chuyện khùng điên vì cảm xúc của mình nha, nó khác nhau nha. Đó cho nên là mình nói hơi dài dòng chỗ này, nhưng mà hy vọng các bạn hiểu á, là thà các bạn mình khuyên cái câu này nghe nó hơi kiểu có một chút gì đó nó trẻ trâu mà nó sáo rỗng, nó không có được lý trí lắm, nhưng mà mình nghĩ nó sẽ tốt cho các bạn. Chọn thứ hai đó chính là nếu như các bạn thật sự yêu ai, các bạn thật sự muốn hy sinh, muốn làm vì ai đó trước, thì các bạn nên yêu bản thân mình trước và làm cái việc đó cho bản thân mình trước, và xem nó có dễ làm không, và bản thân mình nó có chấp nhận được không. Thì nếu như có, nếu như ok và nếu như dễ chấp nhận được, và nếu như cái người kia người ta cũng mong muốn điều đó, thì hãy làm đi, hãy làm vì người đó đi, và đừng mong cầu gì hết thôi mọi người. Đừng mong cầu người ta sẽ làm lại cho mình, đừng kỳ vọng gì hết, chỉ làm vì các bạn muốn, vì tình yêu thôi. Thì khi đó các bạn sẽ cảm thấy nó rất là dễ chịu và nó rất là thoải mái. Còn khi mà chúng ta giống như là chúng ta sống trong một cái môi trường mà chúng ta cần cái sự kết nối, cần cái sự gọi gặp nhau mỗi ngày, chúng ta là một cái loài, chúng ta là loài người, chúng ta rất cần sự gắn kết, chúng ta rất là cần sự kết nối, chúng ta khao khát được yêu thương và được kết nối. Nhưng chúng ta lại đắn đo trước cái việc là chúng ta nên đọc tin nhắn sớm hay muộn, chúng ta có nên liên lạc với họ ngay khi chúng ta nhớ họ hay không, hay là chúng ta nên tính toán chi li từng giây phút một để mà nhắn tin cho họ, để mà họ không có biết được rằng chúng ta yêu họ ấy, thì nó sống nó không có đúng với mục đích của bản thân
mỗi linh hồn chúng ta mong muốn, và ngay cả các bạn tròn tuổi thứ hai cũng cũng vậy, các bạn không mong muốn điều đó. Thì làm thôi ha. Tình yêu nó sẽ trở lại với các bạn đúng như những gì các bạn đã trao đi, không lúc này là lúc khác, các bạn đừng lo ha. Ê, thật sự cảm giác này nó mình nếu như nói ra, nếu như một người người ta chưa trải qua thì nghe nó hơi nhẹ, nhưng mà nó nặng nề lắm luôn á, thật sự rất rất nặng nề ha. Thật sự các bạn không ổn thiệt, mình nói đơn giản là các bạn còn các bạn đang khùng điên vậy thôi, các bạn hay này nọ lọ chai này thôi, chứ thật sự đối với mình cái cảm giác nó khó chịu lắm luôn á đó. Đó cho nên là mình hiểu được các bạn đang không ổn, nhưng mà cứ bình thường thôi các bạn. Đây có một cái lời khuyên nữa là as if your partner lie, tiếng Anh tệ quá, hãy hành động như thể người partner của các bạn đang ở đây. Cho dù các bạn đang có một ai đó trong đời hoặc là không á, thì hãy hành động như thể bạn và họ luôn luôn ở cùng nhau, bạn và họ luôn luôn soi chiếu lẫn nhau, luôn luôn đồng hành yêu thương lẫn nhau ha. Và khi các bạn, cái này gọi là cái cảm giác fulfill, một cái cảm giác đủ đầy đó các bạn, một cảm giác thật sự khi mà các bạn có cảm giác này á, các bạn sẽ rất hạnh phúc, các bạn sẽ không mong cầu mình. Có thể các bạn sẽ xem cái clip này rồi, là cái clip mà một người đàn ông người ta nói rằng á, là đừng có bao giờ mang một cái bụng trống để đi mua đồ ăn á, vì khi đó các bạn sẽ rất là dễ mua những thứ mình không cần đó. Thì ở đây nó lời khuyên nó cũng đồng nghĩa với cái việc gọi là nếu như các bạn cảm thấy không có được đầy đủ ở trong chính bản thân mình và các bạn đi tìm kiếm tình yêu á, thì các bạn sẽ dễ gặp những cái người mà người ta không có đúng với mình á đó. Cho nên là các bạn hãy đầy đủ từ bên trong các bạn đi, thì khi đó các bạn sẽ thu hút lại những cái người, không phải thu hút mà các bạn chắc chắn sẽ gặp được những cái người người ta cũng đủ đầy như các bạn, và hai bạn sẽ cùng đồng hành cùng với nhau. Làm sao để mà hành động như thể có một partner của mình ở đây, tức là các bạn hãy cứ tập trung vào hành trình của mình, các bạn hãy cứ tập trung vào công việc của mình, và các bạn đừng có người yêu ơi anh ở đâu, anh đang làm gì không, tại vì các bạn đang hình, các bạn đang tưởng tượng là mình, cái người đó người ta luôn đồng hành cùng mình, người ta luôn ở bên cạnh mình đồng hành cùng mình và họ tuy chưa gặp nhau về mặt cơ thể vật lý, nhưng mình và họ đã gặp nhau về cái mặt linh hồn rồi. Thì khi mà các bạn nghĩ như vậy, các bạn suy nghĩ như vậy, các bạn hành động như vậy, thì từ đó nó sẽ tạo ra một cái tín hiệu nó phát đi và nó sẽ thu hút lại. Ý là như vậy đó mọi người. Ok, hy vọng là cái trải bài ngày hôm nay nó sẽ giúp cho các bạn cảm thấy ổn hơn với cảm xúc hiện tại của các bạn. Mình nói nghe nó hơi nhẹ nhàng, nó hơi đùa đùa, nó hơi cợt nhã một chút xíu thôi, nhưng mình hiểu được là các bạn chọn thứ hai đang cảm thấy rất là chênh vênh, nó rất là cô đơn, và nó rất là có một cái gì đó nó rất là khó để giải bày ra với mọi người xung quanh á. Thì khi mà cái cảm giác đó nó xuất hiện á, nó sẽ khiến cho bản thân mình nó rất là khó chịu. Nhưng mà các bạn hãy cứ hành động như thể là có một người đã ở bên cạnh các bạn, một người mà người ta rất hiểu các bạn đi. Các bạn có thể viết vào sách nè, và người đó sẽ đọc được, cái linh hồn của người đó sẽ đọc được. Đó, các bạn cứ hành động như thể là các bạn đã gặp người ta rồi á, thì các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, yêu đời hơn, và các bạn sẽ có một người thấu hiểu các bạn hơn, hoặc là chính các bạn làm cái điều đó luôn với các bạn. Nó mất rất là nhiều thời gian để các bạn có thể làm được, có thể yêu bản thân mình được đúng cách á, cho nên là mất nhiều thời gian còn hơn là không làm. Cái tụi của các bạn không hiểu sao mình nói rất là lan man, nên là sorry các bạn rất là nhiều luôn á. Hy vọng các bạn thích trải bài ngày hôm nay, và các bạn sẽ luôn giữ được cái sự thoải mái ổn định nhất trong cái tâm trí của mình, và cái năng lượng của các bạn nó rất là đặc biệt, các bạn không cần phải thay đổi cái điều này vì để nó đúng với lại cái quy chuẩn xã hội, các bạn cũng không cần phải trở thành một người quá tỉnh táo để phù hợp với xã hội, không cần, các bạn hãy cứ là chính các bạn là rất là tốt rồi ha. Ok, cảm ơn, xin chào các bạn. Hello, xin chào các bạn chọn đồ thứ ba. Chúng ta sẽ đến với trải bài với thông điệp là
hãy xem khi bạn cảm thấy không ổn ha. Mình sẽ check năng lượng hiện tại các bạn trước, xem vấn đề hiện tại các bạn chọn thứ ba là cái gì. Sorry, hết hơi với hai tụ kia. Hypnotist nè, có thể các bạn chọn tụ thứ ba có một cái khả năng trực giác và tâm linh khá là tốt. Tụ thứ ba mình sẽ nói hơi nhỏ ha mọi người, hy vọng mọi người thông cảm. Kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ thứ ba, vấn đề hiện tại mà các bạn ấy đang gặp phải là gì? Vì đây là trải bày chung, mang thông điệp chung của rất nhiều người, cho nên hy vọng mọi người có thể đón nhận thông điệp một cách cởi mở, tích cực, có chọn lọc, phù hợp với năng lượng, tình huống và câu chuyện của mình. Năng lượng hiện tại của các bạn chọn tụ thứ ba, mình nhìn thấy là hình các bạn chọn tụ thứ ba là hồi nãy là có lá The Hypnotist, là các bạn là kiểu người rất là thông thái và thông minh, các bạn có một cái chiều sâu trong cái mặt về tâm thức, nhận thức, cũng giống như là cái giác quan thứ ba của các bạn, các giác quan, cái con mắt luân xa, con mắt thứ ba các bạn nó đều được khai mở, và kiểu như các bạn có cái tâm khả năng tâm linh trực giác cao. Ngoài ra thì tụ bài này nó cũng rất là đặc biệt, nó cũng rất là đặc thù, cho nên là các bạn có thể là vừa trải qua một cái giai đoạn thức tỉnh tâm linh, hoặc các bạn đã trải qua rồi, và đợt vừa rồi là cái đợt mà các bạn đợt tiếp theo á, tức là trong một cuộc sống của một con người thì thức tỉnh tâm linh nó sẽ trải qua nhiều đợt chứ không phải là duy nhất một đợt. Chỉ là cái đợt đầu tiên nó sẽ hơi hardcore, nó sẽ hơi khó nhằn một chút xíu, nhưng mà những cái lần sau thì nó cũng sẽ trải qua, hay cái kiểu nó cũng không mấy dễ chịu, nhưng mà cũng sẽ có ha. Hoặc là một số bạn ở đây sẽ trải qua cái giai đoạn có được nâng cái tầm nhận thức của mình lên một cái tầm cao mới, một cái nhận thức mới. Ngoài ra ở đây mình nhìn thấy được rằng mình hỏi các bạn chọn thứ ba dạo gần đây có gặp một người nào đó mới mà cái kiểu như là có gặp người nào đó mới không, mà cái kiểu như là cả hai người nói chuyện rất là hợp gu với nhau,
và cái kiểu nó rất là kết nối, rất là match với nhau luôn á, kiểu như vậy ha. Và cả hai kiểu giống như là có những cuộc trò chuyện heart to heart conversation luôn á, kiểu như là nó rất là deep, nó rất là sâu sắc luôn. Nó hợp một cách lạ kỳ ha. Thì có thể là cái sự mà không ổn các bạn là cái sự về nhận thức về những mối quan hệ, hoặc là cái gọi là cái sự lo lắng về cái bản thân mình so với quan hệ. Tức là như vậy, bản thân của các bạn khi mà các bạn một mình, các bạn khá là độc lập, các bạn khá là đẹp với nữ hoàng tiền, các bạn khá là xinh đẹp, các bạn khá là tỏa sáng, các bạn không cần ai, các bạn không phải là không cần ai nữa mà kiểu như các bạn yêu bản thân mình, các bạn độc lập, các bạn tự do, các bạn hạnh phúc, các bạn không cần thiết là phải không phải phụ thuộc vào ai hay cả, tại vì các bạn cơ bản các bạn là người đã đi qua một cái hành trình dài của việc thức tỉnh tâm linh rồi, và các bạn hiểu được rằng là ở bản thân mình phải yêu bản thân mình trước thì các bạn mới có thể chăm sóc được với những người xung cho mới chăm sóc cho những người xung quanh được. Thì khi mà như vậy á, các bạn có một cái trạng thái các bạn đã thanh tẩy được cái gọi là không phải thanh tẩy, các bạn đã release do ấy, các bạn đã thanh tẩy được, các bạn đã clear được những cái energy cũ, các bạn đã clear tức là đã làm sạch hết những cái nguồn năng lượng cũ rồi. Các bạn đã mình nghĩ cái giai đoạn mà để các bạn clear cái nguồn năng lượng cũ này nó không có dễ dàng như các bạn ha. Các bạn phải tốn rất là nhiều thời gian, các bạn phải phải mất rất là nhiều thời gian các bạn mới có thể clear được cái nguồn năng lượng cũ này. Và các bạn đang ở một cái trạng thái rất là tích cực trong cái việc nghĩ về tình yêu, nghĩ về cái hành trình tình yêu, cho cái năng lượng của nhiều năng lượng của The Empress ở đây nữa. Bài của bạn lớn lắm nha. Judgment, Empress, The Tower, Death. Bài lên ấn chính nhiều lắm luôn. Happy happy nè. Trời đất ơi. Đó, thì các bạn đang giữ một cái trạng thái rất tốt ở trong cuộc sống của mình, nhưng mà tự nhiên cái có một người này đến và người ta cảm thấy các bạn và người ta tuy chưa có quá nhiều cái sự kết nối, nhưng mà trong những lần cuộc trò chuyện các bạn cảm thấy là nó thật sự rất 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 là matching với nhau, nó thật sự rất là những cái cuộc trò chuyện nó rất là chất lượng và nó rất là đi sâu, nó khiến cho cả hai được bộc lộ hết những cái suy nghĩ, những cái gì mà của những người tri kỷ, của những người bạn thân dành cho nhau luôn á, kiểu như vậy. Và bạn có bao giờ bạn có đặt một cái suy nghĩ là mình sẽ trao cho người này một cái gọi là cái unconditional love chưa? Và đôi khi tự nhiên nhiều khi bạn cũng muốn cho đi nhưng mà kiểu như cũng đang cho, cái tự nhiên cái nhận thấy được một cái gì đó nó hơi lý trí lên, cái bạn lại lại rụt lại, các bạn đang cảm thấy liệu người này có phải là xứng đáng để mình cho không? Tại vì nhiều khi mình cũng muốn cho đi, mình cũng muốn unconditional love lắm nhưng mà người này không đón nhận, kiểu như vậy. Hoặc là mình không thể cho đi được, hoặc là vì lý do gì đó mà các bạn vừa muốn cho vừa không thể cho đi được cái chuyện tình yêu này dành cho cái người kia không. Hoặc là cái việc mà cả hai kết nối cảm xúc, kết nối tinh thần với nhau rất là lớn, nhưng mà về cái mặt hữu hình hơn, về những cái mặt gọi là nó hiện hiện hữu in person, gọi là gặp mặt nhau trực tiếp, thì nó lại khó. Rất là kiểu như cả hai rất là chật vật để mà cân bằng việc duy trì kết nối với nhau. Tức là các bạn có một cái kết nối nó về mặt 3D vật lý, nó về mặt
soulmate nhiều, nó về mặt tinh thần nhiều, còn cái về mặt cái kết nối về mặt thực hiện hữu á, nhắn tin, gọi điện, gặp gỡ, đi chơi, hẹn hò không có, ít đó. Cho nên là các bạn đang bị mâu thuẫn với cái việc là mình mới gặp người này thôi mà làm sao là mình có thể chia sẻ, mình có thể trao đi hết được đó. Tức là các bạn còn cái gì đó nó rất là sợ sợ ở đây. Người kia cũng không dám trao mà bạn cũng dám trao, và cả hai nó một cái sự tương đồng gì đó dành cho nhau rất là lớn ở đây ha. Như là cả hai giống như là bóc trần hết trần rồi hết tất cả những thứ về nhau. Và khi có một người đứng trước một người mà mình dám phơi bày tất cả bản thân mình dành cho người ta, thì một là phải thật sự rất tin tưởng nhau, hai là khi mà phơi bày xong rồi thì thật sự sẽ rất sợ, bởi vì người ta đã quá hiểu mình. Các bạn hiểu ý mình không? Cái trải bài này nó thiên về cái tâm lý nhiều hơn là cái việc cái khác nha. Chứ có thể một số bạn nghe đây sẽ không có thích cái vấn đề này. Và có nhiều cái sự kiện nó diễn ra, nó bất ngờ nó diễn ra, nó khiến cho các bạn cảm thấy là mình cần phải xây dựng một cái nền tảng nó vững chắc hơn, mình cần phải xây dựng một cái gì đó nó đầy đủ, nó vững chắc hơn, thì cái kết nối này nó mới phát triển ổn, nó mới phát triển lâu dài được. Chứ với những gì đang có thì cái kết nối này nó không thể nào phát triển lâu dài được hết á. Và mình nhận thấy được rằng trong mối quan hệ này nó xuất hiện rất là nhiều lá đôi 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 cặp nha. Có thể là cả hai bạn ở trong mối quan hệ này luôn đều cảm nhận giống nhau luôn á. Hoặc là cả hai bạn nếu như mà có biết nhau thì sẽ cùng xem một cái trải bài này, kiểu kiểu như nó đưa đến cho mình những cái hình ảnh nó rất là nhiều, và kiểu giống như là cả hai đang soi xét lại, đang lên kế hoạch, dự tính, tính toán lại cái việc là mình cần phải xây dựng công việc sự nghiệp như thế nào, mình cần phải làm những cái gì để mình đối diện với cái sự The Tower này, để mình xây lại từ đầu, để mình tạo dựng một cái nền móng nó vững chắc hơn, và cái công việc sự nghiệp mình cần phải hoàn thành chỗ nào. Hoặc là cả hai đang có cái sự kết nối về mặt công việc sự nghiệp nhiều hơn, hoặc là cả hai sẽ bắt đầu kết nối ở một cái mức độ đồng nghiệp nó sẽ bền vững hơn là cái việc tiến hành đến người yêu với nhau ha. Mình nhận thấy được rằng á, cái bất ổn với các bạn á, là tự nhiên các bạn sẽ phát hiện được giữa bạn và họ sẽ có một cái kết nối gì nó thật sự rất là sâu sắc. Mình nhận thấy được rằng giữa bạn và người này á, họ và bạn sẽ cùng show những cái góc tối ở bên trong của bản thân mỗi người ra cho người kia, và không ngại luôn á. Tức là cả hai nó có một sự tin tưởng rất lớn ở đây luôn nha. Nhưng mà cái cách phản hồi của người kia cũng như là cái cách trả lời của người kia nó sẽ khiến cho các bạn hơi hụt hẫng, và hơi kiểu cảm giác nó mình cảm giác như mình không được đón chào nhiều á, mình cảm giác như mình không được chia sẻ nhiều. Thì có thể là một trong hai đang bị khó về cái mặt diễn giải cảm xúc và lời nói ra. Mình nghĩ cái mối quan hệ này á, nó đang kiểu như là disconnect nhiều ấy, nó không có kết nối nhiều, nó chỉ diễn ra ở cái mặt tâm linh và tinh thần nhiều thôi ha. Cả hai đều bị tổn thương bởi những cái đứa trẻ bên trong khá là nhiều, cho nên là không có free, không có giải thoát bản thân mình được, không có cho bản thân mình dám vượt ra khỏi cái rào chắn bảo vệ bản thân mình. Tự bản thân mỗi người xây dựng lên cái rào chắn rất nhiều ha, và tư duy mỗi người đang giữ một cái nhìn nó rất là đóng, nó không có cởi mở, nó không có cho phép người ta, tức là một bản thân mỗi người đã có một cái hình mẫu, đã có một cái khuôn mẫu, đã có một cái kiểu mẫu nào đó về tình yêu, về cuộc sống, về người đồng hành, về người partner, nó đúng như vậy rồi. Cho nên là các bạn chỉ chăm chăm đi tìm kiếm cái người đó thôi. Và khi cái người này nó xuất hiện như là cái năng lượng The Tower thì tự nhiên các bạn cảm thấy bị sốc. Các bạn cảm thấy là tại sao có một người có một sự kết nối mạnh mẽ với mình như vậy, nhưng mà cái ngoại hình của người ta, hoặc là cái xuất thân của người ta, hoặc là
những cái gì nó ở bên ngoài của người ta nó lại không có đúng với những gì mình mong cầu á, hoặc là cái thái độ của người ta, hoặc là cái điều kiện người ta, hay bất kỳ một cái gì ở bên ngoài nó lại không có match với mình như vậy, thì các bạn lại cảm thấy lo sợ, các bạn lại cảm thấy đóng lòng mình lại. Và cuộc nói cuộc gọi là cái mối quan hệ này nó khởi phát điểm nó rất là tốt nha, hết hết conversation nó rất là chia sẻ, nhưng mà tới cái giai đoạn mà khi mà các bạn hiểu được là các bạn có một cái sự kết nối gì đó với nhau á, thì tự nhiên các bạn lại bắt đầu hạ hàng rào xuống và các bạn đóng lòng mình lại. Lời khuyên cho các bạn chọn đội thứ ba trong cái vấn đề mà các bạn đang cảm thấy bất ổn, đang cảm thấy lo lắng, đó là The Fool. The Fool ở đây là cái hình ảnh của Merman. Vâng, đã đọc không biết đọc tiếng Anh, của nàng tiên cá. Thì sorry, thì kiểu như là các bạn, nếu như các bạn khao khát mong cầu đến một cái thế giới nào đó, thì các bạn phải tự hỏi bản thân mình ấy, rằng liệu cái thứ mình đánh đổi, cái điều mình đánh đổi, cái mình đang có xứng đáng không. Ý là vậy. Mình không thích phim Nàng Tiên Cá tại vì nó có một cái thông điệp gì đó mình cũng không biết, tác giả muốn truyền thông điệp gì nữa không biết. Nhưng mà đối với mình á, cái việc mà Nàng Tiên Cá ở trong một cái môi trường nó rất là đẹp, đúng không mọi người? Nó rất là thần tiên, nó rất là magic, nó rất là xinh đẹp luôn á. Và cái nơi mà Nàng Tiên Cá ở là có cha mẹ, có gia đình, có bạn bè của cô gái đó, đúng không? Và mọi thứ rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà cô gái này cũng có một giọng hát rất hay luôn. Nhưng mà vì một cái chàng trai nào đó nó khác với tất cả, nó khác Nàng Tiên Cá, nó là con người. Cô này sẵn sàng đánh đổi tất cả, không chỉ là giọng hát nha mọi người, không chỉ là giọng nói đâu, đối với mình cô này đánh đổi tất cả luôn á để ở bên cái người hoàng tử đó. Thì đối với mình nó không đáng. Đối với mình thôi nha. Nhưng mà đối với mình hồi đó là nó không đáng. Nó không đáng như vậy. Nhưng mà sau khi trải qua không đến độ nó nhiều chuyện, không đến độ nó quá quá nhiều kinh nghiệm như mọi người đâu. Nhưng mà đủ để mình hiểu được rằng ấy, là đôi khi có một người nào đó thật sự khi mà người ta xuất hiện, mình sẵn sàng đánh đổi tất cả chẳng vì điều gì hết á, chỉ là vì muốn được ở bên cạnh người ta thôi á. Thì vô tình chung nó lại mang một cái tính, nó gọi là nó bị tham. Tức là các bạn muốn ở bên cạnh người ta, chủ yếu là các bạn đang tham, các bạn đang muốn chiếm hữu người ta. Nó là như vậy. Nó hơi vòng vòng một chút xíu. Thì nói chung, nhìn chung lại á, là lời khuyên ở đây là nếu như các bạn thật sự cần cái điều đó, các bạn hãy can đảm tiến về phía trước và bắt đầu hành trình mới. Còn nếu như các bạn cảm thấy không đáng, không cần, thì các bạn không cần phải làm. Nhưng mà ở đây có một cái những cái lá bài sau nó cho mình thấy rõ hơn về cái điều này. Tức là cái con này nè, không chỉ một mình bạn đâu nha,
Mà cái người này nè, cái người mà bạn đang nghĩ tới khi xem trải bài này á, người ta cũng là một con phượng hoàng, người ta sẵn sàng lao vào cái mặt trời để tỏa sáng đó mọi người. Cho nên là cả hai đều có một cái năng lượng nó gì đó nó rất rất là giống nhau, khi mà sẵn sàng hy sinh vì cái mục đích sống cao cả, hy sinh vì tình yêu, hy sinh vì tình yêu và ánh sáng, hy sinh vì những cái mục đích nó rất cao cả và cao đẹp. Cho nên ở cả hai nó có một cái gì đó nó rất là the same, nó rất là giống giống nhau. Cho nên là nếu như bạn cảm thấy được kêu gọi, nếu như bạn cảm thấy là sau khi bạn có nhiều thông tin, sau khi bạn tìm kiếm được nhiều thông tin nó phù hợp và nó dễ, nó cho các bạn hiểu rõ là ồ người này nó là như vậy đó, thì không không biết nói, ý là nhiều khi các bạn sẽ bị nhầm người nha, và các bạn sẽ cho đi cơ hội nhầm người, nhưng mà không sao đâu, mình nghĩ là cứ cho nhầm người đi rồi nó cũng sẽ quay lại với các bạn thôi, các bạn chẳng chẳng cần phải sợ cái điều gì cả, chỉ là các bạn đừng sợ hãi ở trên cái hành trình mà các bạn đang mong cầu. À, người kia cũng vậy, mình thấy cái tụ số 3 này các bạn cũng là người có một cái ước mơ, có một cái khát khao hoài bão nó lớn, các bạn cũng muốn cống hiến, các bạn cũng muốn cho đi nhiều. À, người kia cũng vậy, và các bạn muốn được tỏa sáng, muốn dùng cái ánh sáng của mình để lan truyền cho mọi người, để lan truyền cho, để thắp sáng cái những cái bóng tối của người khác. Thì các bạn hãy cứ làm, và các bạn hãy hãy yêu thương, hãy yêu thương vô điều kiện đi, hãy cho đi đi và đừng lo sợ gì cả ha. Đây, 6 tiền. Nay of Cup là cái câu chuyện Mai An Tim á mọi người. Ở Nay of Coins chứ. Câu chuyện Mai An Tim. Lời khuyên ở đây á là trước khi các bạn muốn trao đi một tình yêu vô điều kiện thì các bạn hãy biết, thì các bạn phải cần biết độc lập tài chính, các bạn cần phải biết độc lập về năng lượng, bởi vì khi mà các bạn muốn trao đi tình yêu vô điều kiện mà các bạn chưa biết độc lập năng lượng, các bạn chưa biết kiểm soát cái sự phụ thuộc của mình, thì các bạn sẽ rất là dễ bị rơi vào mối quan hệ nó không lành mạnh và nó khiến cho các bạn đánh mất chính bản thân mình. Các bạn hiểu ý mình không? Cái hai cái lá này nó đi chung với nhau rất là hợp luôn á, kiểu như là spiritual guide rất là tâm lý khi mà khuyên cho hai lá này đi chung với nhau. Khi mà các bạn cho đi tình yêu vô điều kiện mà các bạn quên đi cái giá trị bản thân của mình, quên đi cái việc độc lập tài chính, quên đi bản thân mình, thì các bạn rất dễ bị phụ thuộc cảm xúc và mối quan hệ, các bạn sẽ rất dễ đánh mất bản thân mình trên cái hành trình đó đó. Cho nên là việc các bạn muốn cho đi vô điều kiện thì các bạn cần phải yêu bản thân mình, các bạn cần phải hiểu bản thân mình muốn cái điều gì và cần điều gì trên cái hành trình này trước cái đã. Với cái Ten of Wands thì hồi nãy nó đã xuất hiện một lần ở cái tình trạng của bạn hiện tại rồi, bây giờ nó thêm một cái lời khuyên nữa. Thì những cái gì mà các bạn hy sinh, những cái gì mà các bạn đánh đổi, nó sẽ nảy nở, nó sẽ phát triển, nó sẽ thành những cái cây cổ thụ để đời, nó sẽ phát triển muôn đời và nó sẽ giúp cho đất mẹ, nó giúp ích cho trái đất nhiều lắm. Tại vì cái hình ảnh này nè, cái hình ảnh này nè, nó lúc nào nó cũng làm cho mình liên tưởng đến cái hình ảnh mà có cái dịch vụ mai táng mà người ta sẽ bỏ những cái hạt giống vào trong xác chết của bạn khi mà bạn chết á, khi mà bạn mất đi á, bạn muốn được ươm cái cây gì á thì các bạn hãy viết giấy, xong rồi người ta sẽ gieo cái hạt đó vào trong, ở đâu trong người các bạn đó, thì cái hạt giống đó nó sẽ dùng cái chất dinh dưỡng từ cơ thể các bạn để nó phát triển thành cái cây đó, và khi cái cây đó nó lớn lên rồi á thì người thân của các bạn có thể đến cái nơi đó và chơi với cái cây đó và ôm cái cây đó, nó giống như là cái tế bào của các bạn nó được truyền một cái cây và nó sống muôn đời vậy đó mọi người. Nghe thì nó hơi rùng rợn nhưng đối với mình nó rất là hay. Cho nên là những cái gì mà các bạn trao đi, những cái gì mà bạn gieo á, nó sẽ phát triển, nó sẽ nảy nở, nó sẽ muôn đời luôn. Cho nên cái việc của các bạn á, là các bạn cứ trao đi đi, các bạn đừng có sợ cái việc trao đi tình yêu ha.
Và ở đây có thêm một cái the sun nữa, vừa the moon vừa the sun mà vừa đây hợp sọt nữa. Các bạn kiểu như nhiều khi các bạn bị lý trí, nhiều khi các bạn bị kiểm soát nhiều quá, nhiều khi các bạn đánh giá nhiều quá, các bạn soi gương soi chiếu nhiều quá, thì bây giờ các bạn nên bỏ những cái tơ rối tơ tơ tầm trong đầu của mình đi. Các bạn chỉ hành động vì tình yêu thôi, các bạn muốn cái gì các bạn làm cái đó thôi, các bạn đừng có suy nghĩ nhiều, các bạn đừng có chi ly tính toán nhiều quá trong cái việc trao đi. Ở đây chi ly tính toán không phải là mình nói các bạn là người tính toán trong trình tình cảm, mà là tính toán ở đây là các bạn tính coi là ồ mình không nên nhắn tin cho người ta, mình nhắn 2 tin thôi, mình nhắn nhiều quá người ta biết sao vậy, cần thì nhắn không cần thì thôi, có chuyện gì cần gấp thì mình liên lạc, còn không cần thì thôi, cần thì phải nhắn cho hết ý, còn không cần thì thôi, nhớ thì nhắn không nhớ thì thôi, chứ việc gì mà các bạn phải giấu. Các bạn quay tụ thứ hai nghe thêm. Mối quan hệ của các bạn là một mối quan hệ soi gương, soi chiếu lẫn nhau, một mối quan hệ mà ở người ta các bạn sẽ thấy được chính mình, và ở các bạn người ta sẽ thấy được chính bản thân họ, và cả hai sẽ rất là phát triển khi mà đồng hành cùng nhau. Từ cái hôm mà mình xem cái trải bài về cái việc là năng lượng tình yêu 6 tháng cuối năm ấy, có một cái năng lượng twin flame nó xuất hiện á, cái tự nhiên từ hôm đó về sau cái trong trải bài của mình nó luôn có một cái năng lượng về cái kiểu này nó xuất hiện, không biết phải mình không ta, không biết tại mình nào cũng chọn tụ ba hết đó. Lời khuyên ở đây là heal the abundance, đừng bao giờ thỏa mãn, kiểu như là đừng bao giờ chấp thuận cái việc mà gọi là cái việc mà các bạn có thể thay đổi, có thể làm khác đi, đừng có bao giờ mà chấp nhận cái việc mà không làm, đừng bao giờ chấp nhận cái việc mà các bạn không dám thực hiện đó. Cái sự sáng tạo và cái năng lực của các bạn có thể khiến cho cái destiny là kiểu như là những cái định mệnh của các bạn nó sẽ được thực thi, nó sẽ được thành công. Có thể nó sẽ cần thời gian để mà mở rộng cái công việc của bạn làm, nhưng mà đừng có quên cái thời gian dành cho gia đình của mình. Trong một số tình huống á, thì một người nào đó có thể là bạn sẽ là có thể là bạn là người xuống trái đất này với một món quà là thiết kế hoặc là decor lại, design hoặc là decorating nè. Anh ấy hoặc cô ấy có một cái nhìn nó rất là cởi mở và nuôi dưỡng đó, có thể là bạn hoặc là người đồng hành cùng bạn đó. Ở đây có ten of emotion nữa nè. Cuộc sống là một phước lành dành cho bạn với những cái điều tuyệt vời và một gia đình rất tuyệt vời, hạnh phúc ngập tràn và những cái cảm xúc nó đủ đầy, nó đong đầy, nó đang hiện hữu trước mặt bạn. Sự hài hòa và sự kết nối trong tình yêu giữa các bạn với nhau là một món quà. Hãy tha thứ, thấu hiểu và tử tế với mọi người xung quanh. Bạn vì bạn được xứng đáng nhận được một cái tình yêu vô điều kiện. Đây, unconditional love xuất hiện để gọi là confirm lại cái năng lượng nãy giờ mình nói với các bạn đó. Thật sự năng lượng trải bài các bạn nó là một cái tình yêu vô điều kiện á. Prosperity lie ahead nữa nè. Các bạn chọn tụ thứ ba này cũng rất cần nguồn tiền để mà nuôi dưỡng mọi người xung quanh. Cho nên là các bạn hành trình của các bạn cần phải kiến tạo vật chất nhiều. Và kiến tạo vật chất không phải là các bạn để thỏa mãn cái tôi, thỏa mãn cái ích kỷ của các bản thân các bạn. Mình thấy các bạn không phải là như vậy. Các bạn muốn kiến tạo vật chất để các bạn nuôi dưỡng người khác, nó giống giống với tụ số 1 vậy đó. Và các bạn nó cũng hơi giống giống với tụ số 2 một chút xíu thôi. Và các bạn hành động phụng sự cho cộng đồng nhiều đó.
Cho nên là cái lời khuyên ở đây là các bạn hãy cứ tiến về phía trước, các bạn hãy dám chấp nhận thử thách, dám chấp nhận lao mình vào ánh sáng để tỏa sáng. Các bạn dám đi trên hành trình của mình mà không lo sợ, không kiểm soát quá nhiều, thì khi đó các bạn sẽ dần dần tiến đến được sự trù phú và giàu có. Ở đây trù phú và giàu có không có đơn giản ở cái phần tiền bạc không nha, không phải ở cái phần vật chất tài chính không đâu. Hold your vision đó nè, hãy giữ tầm nhìn của bạn nè. Thật sự các bạn giàu thứ ba có một cái tầm nhìn rất lớn, các bạn có một cái tầm nhìn rất lớn luôn á, cho nên là hãy giữ cái tầm nhìn đó và đừng có quên ha, viết ra đây, viết ra và dán lên cái chỗ mà các bạn hay nhìn thấy nhất đó. Đó. Communication is key, rõ ràng xí. Cái mối quan hệ của các bạn cần cái sự trò chuyện rõ ràng, và những cái cuộc giao tiếp rõ ràng như thế này nó sẽ là chìa khóa để tháo gỡ những cái khúc mắc, những cái nỗi lòng, những cái trăn trở, những cái khó khăn của bạn ở điểm hiện tại. Đây là khoảng thời gian để time for healing, nhưng hiểu sao lá này hồi nãy nó bị châm ngược ra. Mình không định giải ngược đâu, nhưng mà tự nhiên cái nó bị châm ngược, thì có thể đây lá này đây là khoảng thời gian để các bạn healing. Nhưng mà khi nó bị ngược như vậy thì mình cảm giác như là các bạn healing đủ rồi. Healing á, chữa lành á, không phải là các bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình, các bạn xóa nhòa hết tất cả mọi phiên bản xấu xí của bản thân mình. Chữa lành là cái các bạn cần phải ôm ấp, chở che trọn vẹn tất cả những cái nỗi đau, những cái xấu xí của bản thân mình. Các bạn cần phải học cách yêu lấy chúng, đó chính là cái cảm giác chữa lành. Các bạn chọn được thứ ba, có thể cái năng lượng các bạn hồi nãy á, có thể các bạn trải qua những cái giai đoạn nó không được tích cực lắm, tại vì bài các bạn á nó lên những cái lá rất là xấu. Thật sự có thể các bạn đã trải qua giai đoạn bị gọi là bị xâm phạm, bị bạo hành, bị xúc phạm, bị những cái gì đó rất là kinh khủng á, mà chỉ có các bạn trải qua và các bạn chỉ có dám chôn giấu thôi. Và khi mà cái người đó xuất hiện, người đó vén cái bức màn ra và bạn sợ họ biết được cái quá khứ nó xấu xí của mình, thì các bạn sợ họ cũng vậy, cái người kia họ cũng có những cái quá khứ nó rất là đen tối, và cả hai bạn rất là sợ khi mà đối phương sẽ phát hiện ra và rời xa mình. Nhưng mà nó cũng là một cái phép tính nó tốt mà mọi người, kiểu như là nếu như mà họ sợ họ tránh xa thì ok, cái người đó không phù hợp dành cho mình. Còn người phù hợp dành cho bạn là khi họ biết được bạn là như vậy nhưng họ vẫn chấp nhận và yêu thương bạn á, thì các bạn hãy cứ cởi mở và đón nhận họ vào trong cuộc sống của mình đi, kiểu như vậy ha. Cuộc sống của các bạn chọn tuổi thứ ba này nó hơi bị ghê, nó hơi bị trải qua nhiều vấn đề. Lucky on your side. See, may mắn đang nằm ở phía bạn. Lucky on your side. Tự tin lên các bạn. May mắn đang nằm về phía các bạn, đang luôn sẵn sàng bên cạnh chào đón các bạn. Không việc gì mà các bạn phải trốn tránh hết ha. Ở đây, theo một thông điệp đó là spend quality time together nè. Listen and talk to each other. Mình nói rồi, cả hai người có một cái nguồn năng lượng gì đó nó đang bị disconnect với nhau. Cho nên là đây là cái khoảng thời gian để mà hai bạn dành thời gian, dành những khoảng thời gian chất lượng dành cho nhau. Lắng nghe, trò chuyện với đối phương, dành những khoảng thời gian chất lượng, không sử dụng điện thoại, không có bị disconnect, không có bị ngắt kết, không có bị disturb, không có bị làm phiền, không có bị gián đoạn, không có bị những cuộc gọi làm phiền, tin nhắn tin, bấm điện thoại, trò chuyện ha. Tức là thật sự chất lượng, 1 phút cũng phải thật sự chất lượng, kiểu như vậy. Listen with your heart. Lại listen, nó rất là giống với cái năng lượng chọn tụ ngày hôm nay, đó chính là hãy lắng nghe với bằng cả trái tim của mình ha. Bạn đang nghe, nhưng mà bạn cần phải nghe với một cái trái tim biết yêu thương. Đây. Có thể là trong cái khoảng thời gian sắp tới, hoặc là trước hoặc là sau khi xem cái trải bài này, có thể các bạn sẽ nhận được rất là nhiều thông tin từ nguồn đổ xuống dành cho các bạn qua cái việc lắng nghe và cảm nhận bằng trái tim.
Có thể là khi mà các bạn đang bí một cái gì đó thì tự nhiên có một cái câu nói nó xuất hiện ở ngang ngang đầu các bạn. Hoặc là nếu như các bạn đang đang đi, tự nhiên có một cái người nó nói ngang, hoặc là các bạn đang đi đường các bạn nghe được một bài hát gì đó nó sẽ ngang qua đó. Hoặc là lâu lâu tai các bạn nó sẽ bị u, nó sẽ bị ù, nó sẽ bị những cái tiếng giống như là u, cái tiếng như là tiếng micro mà nó bị kéo mọi người. Đó là những cái lúc mà cái tần số của các bạn nó đang được kết nối với lại cái thầy các bạn, spiritual guide các bạn. Thì các bạn nên hít thở sâu và hãy nói một câu là: con đang lắng nghe, xin các thầy hãy cho con biết điều con cần phải biết ở thời điểm hiện tại là gì. Xin mọi người. Đó thì khi các bạn nói như vậy á thì các bạn sẽ cảm nhận được nhiều hơn. Express love through gift. A small talk and love can convey great appreciation. Hai bạn rất là thích tặng quà cho nhau. Nuôi dưỡng tặng quà rất là đáng yêu. Kiểu như là những cái món quà nó nhỏ nhỏ thôi mọi người, nhưng mà nó thể hiện cái tình cảm, nó thể hiện cái sự tinh tế, thấu hiểu lẫn nhau, nó thấy cái sự để ý lẫn nhau. Thí dụ như là các bạn thấy họ ho đi thì ngày hôm sau các bạn sẽ mua kẹo ho tặng họ, hoặc là mua siro ho cho họ, hoặc là nếu như các bạn cảm thấy họ bị dị ứng sữa đi thì ngày hôm sau các bạn sẽ mua một cái loại sữa nó không có cái thành phần để mà người đó dị ứng. Thường thường dị ứng sữa thì sẽ bị dị ứng lacto, giống như mình dị ứng lacto sữa thì mình sẽ uống những cái sữa nó không có lacto. Hoặc là nếu như mà người ta bị tóc người ta khô sơ thì các bạn sẽ mua những cái loại dưỡng tóc, hoặc là nếu như người ta bị như thế này thế kia, các bạn để ý thì thật sự á, quà tặng nó không cần phải đến bằng những cái gì nó quá xa hoa xa xỉ mắc tiền đắt tiền thì nó mới gọi là tình yêu, mà những cái món quà nó như vậy đó nó mới thể hiện được cái tình yêu đó mọi người ha. Nếu như bạn có thời gian, các bạn ở lại với mình chút xíu. Mình có cái riêng tụi bài các bạn, mình sẽ lấy thông điệp tình cảm cảm xúc mà họ đang nhắn gửi đến bạn là gì ha. Tại vì hai bạn mình thấy có trò chuyện với nhau đâu, cho nên là mà có trò chuyện thì cũng không bao giờ nói mấy cái chuyện này hết, không có nói thật lòng mình, cho nên ngày hôm nay mình sẽ giúp các bạn để các bạn hiểu được đối phương hơn, và các bạn sẽ là người đi bày tỏ trước để mở lòng người ta trước ha. Nếu như mình muốn người ta mở lòng thì mình phải mở lòng trước cái đã. Lời nhắn từ họ, lời nhắn từ họ thật tâm muốn gửi đến bạn là gì? Bài châm ghê gớm của mọi người. Can we just talk it over? Chúng ta có thể nói nhiều chuyện hơn được không? Chúng ta có thể nói nó xa, nó sâu hơn được không? Đó là nhắn họ muốn nói với các bạn. You are different
You are so different from everyone around me. Bạn thực sự rất là khác những cái người xung quanh tôi. I wish things were different. Tôi ước mọi chuyện sẽ đã diễn biến khác đi ha. I connect with you at night. You are adorable. Bạn xứng đáng được yêu thương. Will this pain ever stop? Nỗi đau này liệu có dừng lại không? Có thể là ở hai bạn có một cái nỗi đau gì đó đã trải qua với nhau, hoặc là những cái tổn thương từ quá khứ, những cái drama từ quá khứ nó dấy lên khi mà hai người gặp nhau. Nếu như mà hai người chưa có chuyện gì với, chưa có drama, chưa có bất kỳ một cái tranh cãi, chưa có bất kỳ cái gì diễn ra, thì có thể đó là cái nỗi đau của bạn. Khi mà họ biết được cái quá khứ của bạn, họ hỏi là cái nỗi đau đó nó có dừng lại không, nó sẽ dừng lại chứ, kiểu như vậy. Tức là họ biết được bạn đang đau khổ, họ biết là bạn đang trải qua nhiều mất mát, trải qua nhiều đau khổ, trải qua nhiều tổn thương, họ hỏi như vậy. Hai á là nếu như bạn và họ có xảy ra drama, có xảy ra mâu thuẫn, thì họ hỏi là liệu có nỗi đau này có dừng lại không, và will I see you again. Đây là thông điệp rất rõ ràng. Nếu như các bạn là người xem trải bài, các bạn là người biết được cái câu chuyện, cái vấn đề, thì các bạn nên chủ động một chút xíu vậy thôi. Ok, đây tất cả những gì mình dành cho các bạn chọn tụ thứ ba. Hy vọng các bạn cảm thấy ổn hơn sau khi nghe xong trải bài này, tại vì mình thấy câu chuyện nó cũng không đến nỗi nào quá bế tắc, mọi chuyện đều có đường gỡ hết. Chỉ là tâm trí bạn có sẵn sàng mở để đón nhận những cái điều đó không. Và mong các bạn sẽ gọi là chấp nhận cái hành trình của mình, cũng như chấp nhận cái bản thân các bạn, cũng như là sẵn sàng trao đi tình yêu một cách vô điều kiện. Các bạn chắc chắn sẽ được dần lại tình yêu vô điều kiện, nếu các bạn có một trái tim dũng cảm ha. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các trải bài tiếp theo. Bye bye.